bạn chuẩn bị xem có thể tu tiên, ta còn tập võ làm gì tập 311. Đối mặt tịch diệt đại đế an à ủi, phương vọng hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục cảm xúc. Chú Tuyết cười hỏi, làm sao, chẳng lẽ ngươi bị đả kích, tịch diệt đại đế trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Xem ra hẳn đánh giá cao phương vọng thiên tư, cũng thế, tuyệt học của hắn thả tại thượng giới, cũng là rất khó tu luyện pháp môn. Phương vọng lắc đầu, nhưng không có lên tiếng. Chú Tuyết cũng không có như tịch diệt đại đế như vậy thất vọng, ngược lại hỏi, chẳng lẽ nói là quá đơn giản, khiến cho ngươi thất vọng. Tịch Diệt đại đế không khỏi liếc nhìn nàng, trong mắt có chút không vui. Tuyệt học của hắn làm sao có thể đơn giản? Phương Vọng lắc đầu, cuối cùng mở miệng nói: Tịch Diệt thần kinh cao thâm mặt chắc, tuyệt không phải thời gian tuyệt học có thể so sánh, đúng là như thế. Nhưng tâm lực ta tiểu tụy Tịch Diệt thần kinh, đây cũng là Tịch Diệt đại đế thể tu tuyệt học, vì luyện tới đại viên mãn, Phương Vọng tại trong thiên cung chờ đợi gần tám ngàn năm, phải biết hắn nhưng là có được thiên cương trí dương bá thể cơ sở còn tu luyện nhiều năm như vậy đủ để thấy này tuyệt học có nhiều khó khăn luyện này tuyệt học có thể tăng cường hắn thể phách cùng hắn từng cái thân thể tuyệt học không xung đột thậm chí có thể hoàn mỹ phối hợp phương vọng có thể cảm giác được chính mình thực lực lại đem tăng nhanh như gió Tích diệt đại đế nhịn không được mở miệng nói quy chẳng qua là tiếp nhận truyền thừa mới bao lâu liền tâm lực tiểu tủy hậu bối không đáng dạng này đập mông ngựa của ta thiên tư của người nhất định phải dùng ngạo khí chống đỡ phàm là trèo lên đỉnh cường giả không khỏi là tự phụ tồn tại Phương vọng nghe nói như thế, trong lòng nhất thời khó chịu, liền nói ngay. Ta học xong, mê mơn, cái này, cái gì, ngươi học xong. Tích diệt đại đế động dung, trừng mắt nói ra, có loại bị vũ nhục phấn nộ cảm giác. Tiểu tử này thật sự cho rằng hắn chết, cũng không phải là đại đế. Dám dạng này lừa gạt, coi khinh tuyệt học của hắn. Phương vọng nâng tay phải lên, nắm thành của đấm, trong chốc lát, hắn bắn ra một cỗ khí thế đáng sợ, con ngươi của hắn càng là biến thành màu vàng kim, thần sắc thoạt nhìn giống như thần linh, tràn ngập cảm giác áp bách. diệt đại đế trừng to mắt, Toàn thân run rẩy, không dám tin vào hai mắt của mình. Chu Tuyết trừng mắt nhìn, trên mặt tươi cười, nàng cũng là không có thấy ngoài ý muốn, trên thực tế, nàng trong lòng cũng là có kinh hỉ, chẳng qua là khắc chế, nàng không thể để cho Phương Vọng bành trướng. Thật chính là, trước người học qua, Tích Diệt đại đế kinh ngạc hỏi, không dám tin vào hai mắt của mình. Chu Tuyết mở miệng nói, "Tiên bối, đây chính là tuyệt học của ngươi, nếu như lúc trước hắn liền sẽ, ngươi hẳn là có thể cảm nhận được, hắn liền là như vậy thiên tài, hắn chính là ta hết thầy giả tâm lực lượng." phương vọng không khỏi nhìn về phía chu tuyết lời nói này là tại thổ lộ sao tích diệt đại để tầm mắt sáng rực nhìn chằm chằm phương vọng nắm đấm hắn bắt đầu vòng quanh phương vọng đi dạo thần kinh do bên trong ra bên ngoài vươn quanh quanh thân như rồng đây cũng không phải là học được đơn giản như vậy người đã đại thành tại ta những đệ tử kia bên trong có thể đi đến như vậy cảnh giới tồn tại có thể đếm được trên đầu ngón tay mà lại đều hao tốn trên vạn năm công phu tích diệt đại để tấm tóc lấy làm kỳ lạ nói trên vạn năm liền có thể đại thành Phương vọng có chút bị đả kích đến, trong thiên cung vạn năm có thể so sánh trong hiện thực tu luyện vạn năm dài hơn. Tịch diệt đại đế càng xem hắn càng hài lòng, hắn vô vỗ phương vọng bả vai, có thể cảm nhận được tịch diệt thần kinh nhuệ khí, hắn bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, trở nên cổ quái. Làm sao vậy? Chú Tuyết mở miệng hỏi, tịch diệt đại đế khẽ lắc đầu, nói, không có gì. Hắn buông tay ra hướng đi một bên, hắn trong lòng nhưng không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy, trên thực tế đã nhắc lên kinh đào hải láng. Tiểu tử này đối tịch diệt thần kinh tạo nghệ, Tịch Diệt Đại Đế sáng tạo ra Tịch Diệt Thần Kinh, cả đời đều tại nghiên cứu, hắn đối Tịch Diệt Thần Kinh cảm giác vượt xa mặt khác người tu hành, trực giác nói cho hắn biết, phương vọng Tịch Diệt Thần Kinh có lẽ không bằng hắn mạnh, có thể luận tạo nghệ, khả năng siêu việt hắn. Cái này sao có thể? Tịch Diệt Đại Đế giờ mới hiểu được Chu Tuyết miêu tả phương vọng không thể tưởng tượng nổi là có ý gì. Hắn nghĩ tối thượng dưới một cái nào đó truyền thuyết, nhìn về phía phương vọng ánh mắt trở nên sốt ruột. Tốt phương vọng, ngươi ở một bên tu hành đi, ta phải giúp tiền bối mở ra phong ấn. Chu Tuyết nói với phương vọng, phương vọng gật đầu sau đó hướng đi một bên tịch diệt đại để kéo lên vạt áo ngay tại chỗ tĩnh tọa ánh mắt của hắn vô pháp từ trên người phương vọng dịch chuyển khỏi chu tuyết đứng sau lưng hắn tay phải chụp về phía đầu của hắn cách không thua động linh lực khiến cho quanh người hắn không gian sinh ra mãnh liệt vặn vẹo gợn sóng phương vọng thì bốn phía đi dạo hắn thấy những cái kia ghi chép pháp thuật thân thông cột đá liền phiền hắn hiện tại rất muốn chạy trốn cách tại tịch diệt cung tìm một chỗ thật tốt chạy không tâm tình chẳng biết tại sao hắn đột nhiên hoài niệm phạm nhân thành trì loại kia không có tu tiên giả yêu quái người bình thường không khí hắn quyết định chuyện này kết sau liên hồi trở lại đại tề tin to thành trì ẩn cư qua một năm trước thanh nhàn tháng ngày qua đi tới nửa canh giờ chu tuyết mới vừa thu tay lại phương vọng đứng ở đằng xa quan sát rõ ràng cảm giác được tịch diệt đại đế khí tức trở nên khác biệt có loại nói không ra biến hóa tịch diệt đại đế mở mắt đứng dậy hắn nhắc tay khẽ vẫy phương xa một cây to lớn cột đá vỡ vụn bên trong bay ra một tia sáng, cấp tóc rơi vào chu tuyết trong tay. Chu tuyết nắm nó, hào quang tán đi, đúng là một khối ngọc xích, một khối hiện ra màu trắng hoa văn thanh thước. Khuế miệng nàng khẽ cong, đem thanh thước trình thu nhập trong tay áo, sau đó nhìn về phía phương vọng, cười nói, đi thôi, nên rời đi. Tịch diệt đại đế bè bè củ, trước tiên hướng đại tịch diệt cung cửa lớn đi đến, trong mắt lộ ra về chờ mong. Hắn bắt đầu chờ mong tiếp súng phục sinh sinh hoạt, nhân hoàng đại lục, đại dụ thân triều, đế thanh một chỗ trong cung điện, một bộ váy màu vàng hồng tiên nhi ngồi tính tọa ở bồ đoàn bên trên nàng hai tay không ngừng thi pháp vận công trận trận khí trắng theo trong cơ thể nàng toát ra tại đỉnh đầu nàng dâng lên động mơ hồ trong đó phẳng phất là một loại nào đó hình vẽ lộ ra một phiên huyền diệu đột nhiên hồng tiên nhi mở mắt trầm giọng hỏi người nào đứng ra ta biết người tại không có âm thanh trả lời nàng nàng cũng không có phớt lờ đôi mắt đẹp quét nhìn trong điện mỗi một cái góc loằng xỏ một tiếng cách đó không xa cái bàn bỗng nhiên chặt đứt một cây chân bàn phía trên đồ uống trà đi theo đạp nát trên mặt đất nước trà rơi đầy đất hồng tiên nhi thân hình tan biến thân hình trống rỗng xuất hiện tại bên cạnh bàn ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất nước trà chỉ thấy nước trà giọt nước lưu động lại hình thành một hàng chữ bản thánh tên là thái u cùng ngươi có giống nhau số mệnh bản thánh nguyện cùng ngươi là một cọc giao dịch giúp ngươi thoát khỏi số mệnh hồng tiên nhi nghe xong diễu cợt nói giao dịch số mệnh ngươi đều không dám hiện thân ngươi có thể giúp ta cái gì trên mặt đất nước trà kiểu chữ bắt đầu biến hóa biến thành mặt khác một đoạn văn phụ thân của ngươi đen tự thân đại đế mệnh cách chuyển rời đến trên người ngươi ngươi đã có được hoàn chỉnh đại đế mệnh cách nhưng người kiếp nạn cũng tại ở gần cùng ngươi có nhân duyên người kia là rất lợi hại có thể ngươi hẳn là hiểu rõ hắn còn chưa đi đến nhân gian vô địch mức độ người hạo kiếp cũng có thể là liên lụy hắn nếu là đến bản thành thành pháp ngươi có thể sớm thu hoạch được đại đế lực lượng quét ngang thời gian hết thầy cường địch đánh nát số mệnh hết thầy xiềng xích bạn chuẩn bị xem có thể tu tiên, ta còn tập võ làm gì tập 312. Nghe được Thái U, Hồng Tiên Nhi cũng không có dễ tin, ngược lại trong lòng tràn ngập cảnh giác. Đối phương nâng lên phương vọng, cái này khiến nàng càng thêm cẩn thận, cảm thấy đối phương khả năng không chỉ là có thể coi là tính toán nàng, cũng muốn tính toán phương vọng. Hồng Tiên Nhi mở miệng hỏi, nếu như ta tin ngươi, đạt được đại đế lực lượng, ta sẽ trả giá cái gì? Ngươi có thể đừng nói cho ta, ngươi là hảo tâm giúp ta, ta cũng sẽ không có bất luận cái gì đại giới. Mặt đất bên trên nước trà lần nữa lưu động, biến thành từng dãy mới chữ viết. Bản thánh chỉ có thể cung cấp thánh pháp, dùng thiên tư của ngươi, có hy vọng đạt được đại đế lực lượng, nhưng nếu là trong tu hành, tâm tư loạn, liền có thể đi lên con đường sai trái, thậm chí hao tổn thọ nguyên, bản thánh giúp. Người nguyên nhân ngoại trừ vận mệnh của chúng ta tương tự bên ngoài, cũng là vì nhân gian có thể tăng thêm một vị đại đế. Người nếu là chết tại không nên có hạo kiếp bên trong, quá mức đáng tiếc. Người kiếp nạn cũng không phải là nguồn gốc từ nhân gian mệnh số, mà là người phụ hoàng đưa tới thượng giới kiên kỵ. Chết tại dạng này kiếp nạn, người thật can tâm sao? Hồng tiên nhi gấp nhiều may, lâm vào trong trầm tư. Thái U không tiếp tục hiển hiện chữ viết, chờ đợi lựa chọn của nàng. Rất lâu. Hồng Tiên Nhi mở miệng nói, người trước truyền ta thánh pháp đi, ta nhìn người thánh pháp có hay không lợi hại. Trên mặt đất nước trà phun trào, hội tụ thành một chữ to. Được, rời đi hư hải về sau, phương vọng, chủ tuyết, tịch diệt đại đế cấp tốc chạy tới Phật Tông nơi ở. Trở đi vào Phật Tông về sau, phương vọng liền dẫn tiểu tử, chúc như lai cùng với những cái kia quy hàng Phật Tông đệ tử rời đi. Chủ tuyết. Túc Huyền, Tịch Diệt Đại Đế cùng với một đám kim tiêu giáo tu sĩ đứng ở trên vách núi đưa mắt nhìn Phương Vọng đám người rời đi. Túc Huyền thu hồi tầm mắt, sau đó nhìn về phía tích diệt đại đế hắn truyền âm hướng chu tuyết hỏi người mang về yêu quái làm sao cảm giác không tầm thường không sai hắn giống như người chu tuyết truyền âm hồi đáp nghe được túc huyền động dung tích diệt đại đế cảm nhận được túc huyền tầm mắt quay đầu nhìn về phía hắn mở miệng nói người đối với ta rất tốt ngạc nhiên chúng kiên tiêu giáo tu sĩ dồn dập nhìn về phía hai người bọn họ túc huyền lạnh nghiêm mặt khẽ nói xác thực tò mò đằng sau tìm cơ hội tâm sự đi tích diệt đại đế nhách miệng lên nhìn về phía túc huyền tầm mắt mang theo vẻ trêu tức Chu Tuyết không có ngăn cản bọn hắn phân cao thấp, trên mặt đồng dạng lộ ra nụ cười khó hiểu. Kim Tiêu giáo những năm này bố cục phạm vi cực lớn, thiên hạ các biển, các lục đều thành lập trận pháp truyền tống, khiến cho Phương Vọng đám người lộ trình rút ngắn rất nhiều. Trên đường đi, Trúc Nhiêu Lai phát hiện Phương Vọng trở nên trầm mặc ít nói, dù sao cũng phải hẳn biến, nhưng Trúc Nhiêu Lai không có vạch trần. Tiểu tử cũng là quen thuộc, suy đoán Phương Vọng khẳng định thu được truyền thừa cường đại, cần thời gian để thích ứng. Một tháng sau, Phương Vọng đám người trở lại Đại Tề Kiếm Thiên Trạch, lần này hắn mang về hơn vạn tên phật tông tù sĩ đồng tĩnh huyên náo cực lớn phương vọng đem chúc như lai đảm nhiệm thập nhị đạo tông một trong an bài nói cho hồng trần độc cô vấn hôn về sau hắn liền buông tay mặc kệ một mình rời đi kiếm thiên trạch bắt đầu vân du đại tề hàng long đại lục một mực ở vào thái bình bên trong có thể thiên hạ vương triều san sát hòa bình phía dưới đồng dạng cuồn cuộn sóng ngầm nâng tựa theo phương vọng uy thế tại tề giang sơn bản đồ một mực tái khuyết trương có quá nhiều thế lực vì nịnh nọt phương vọng mà tương trợ đại tế vương triều phương gia càng là cùng đại tế hoàng thất có nhiều thông gia cho đến càng ngày càng gấp cứ như vậy, một năm khoảng trừng cấp tốc đi qua. Một ngày này, Phương Vọng dẫn theo bầu rượu, đi vào kiếm thiên trạch. Kiếm thiên trạch vẫn như cũ náo nhiệt, đi qua một năm buông lỏng, hắn đã khôi phục như lúc ban đầu, trên mặt mang ôn hòa ánh nắng nụ cười, dẫn tới dọc đường tu sĩ si ghé mắt. Bây giờ kiếm thiên trạch đại bộ phận tu sĩ đều chưa từng thấy qua phương vọng, cho nên hắn cũng không có dẫn tới động tĩnh lớn, nhưng hắn đi trăm trượng khoảng cách, cuối cùng vẫn là bị kiếm thiên trạch lão nhân nhận ra. Phương vọng huynh đệ, cố thiên hồng hưng phấn chạy đến phương vọng bên cạnh, nhiệt tình ôm trầm bờ vai của hắn. Phương Vọng nhị chữ vừa ra, chung quanh tu sĩ tất cả đều kích động lên, hô hấp đều trở nên gấp rút. Phương Vọng nhớ kỹ Cổ Thiên Hùng, chủ yếu là nhớ kỹ hắn nữ nhi, dù sao Cổ Ly cho hắn đưa qua tuyệt học, dĩ nhiên, Cổ Ly mỹ mạo cũng là chỉ nhớ điểm. Cố đại ca, đã lâu không gặp, tìm một chỗ uống rượu. Phương Vọng cười hỏi, một năm này trải qua thật vui sướng, hắn muốn cùng Cố Thiên Hùng nói khoác một phiên, thậm chí nghiên cứu thảo luận trao đổi. Trong ký ức của hắn, vị này Cố đại ca rất biết chơi. Cố Thiên Hùng nghe xong, lập tức cao hứng gật đầu, ngay sau đó, hắn chợt nhớ tới cái gì, hắn nghiêm sắc mặt, thấp giọng nói, có một vị thiên tiên tới tìm ngươi, ta gặp qua nàng, sắc thực đẹp đến mức không giống thế gian trì nữ, theo nói các ngươi có đính hôn, huynh đệ, ngươi cũng đừng quên nữ nhi của ta, nàng hiện tại khắc khổ tu luyện chính là vì đuổi kiếm ngươi, nàng đều không trở lại nhìn ta, ta nhìn nàng là có ý chướng, đều là bởi vì ngươi, về sau cho dù là lưu cái thiết vị cũng tốt. Phương vọng nghe xong, còn tưởng rằng chú tuyết trở về, hắn lúc này đem thần thức tán đi, cũng không có bắt được chú tuyết thần ảnh, ngược lại thấy một người khác. Hồng Tiên Nhi, nàng sao lại tới đây? Phương Vọng không có suy nghĩ nhiều, mang theo Cố Thiên Hùng tiếp tục đi uống rượu. Chỉ cần Hồng Tiên Nhi không có việc gì, cái kia không có chuyện gì đáng giá hắn lo lắng. Cứ như vậy, mai cho đến sáng sớm hôm sau, Phương Vọng mới vừa trở lại chính mình lầu các trước, mà Hồng Tiên Nhi đã chờ đợi ở đây. Nha, nói chuyện phiếm xong, cái kia nữ nhi bảo bối xinh đẹp không? Hồng Tiên Nhi mở miệng hỏi. Phương Vọng ngồi tại trước bàn, cùng nàng đối mặt cười nói. Dung bảo cũng là thứ hai, ta củng cố cô nương chính là nhập tông môn lúc tương giao hảo hữu, mà lại nàng từng đem gia tộc tuyệt học truyền thụ cho ta, đối với ta mà nói, tự nhiên là để ý chi kỷ. Hồng Tiên Nhi khẽ nói, đại nam nhân lề mề chậm chạp, muốn cưới liền cưới, muốn nạp liền tiếp nhận, tại nhi nữ chi tình bên trên, ngươi liền so ra kém phù hoàng ta, hắn coi trọng nữ tử, đêm đó liền có thể tiến vào tẩm cung của hắn. Đang chuẩn bị chăm trà phương vọng nghe được nhịn không được bật cười, cũng không biết đông công hoàng nghe được lời nói này sẽ có cảm tưởng thế nào. Tốt, ngươi tìm ta còn làm chuyện gì? Phương Vọng Nghiêm mặt hỏi. Hồng Tiên Nhi cũng không có tiếp tục chào phúng hắn, mà lại đem chính mình tao ngộ nói ra. Thái U nghe được cái tên này, Phương Vọng nhíu mày. vị này đại thánh của Nhiên không hề từ bỏ. đối với Thái U đối Hồng Tiên Nhi lấy lòng, hắn hoàn toàn không tin. Hồng Tiên Nhi nói theo, ta để cho nàng đem thánh pháp truyền cho ta, từ chất của ngươi, ngộ tính cao hơn ta, ngươi để phán đoán một thoáng, trong này có hay không có bẫy. Phương Vọng tán thưởng nhìn nàng một cái nói, ngươi cũng là hết sức thông minh, cũng hết sức lý trí, muốn là vì sợ liên lụy ta, mà chúng người khác quỷ kế, ta liền phải đối mặt càng khó khăn cục diện. Nói nhảm, ta có thể là nhân hòn nữ nhi, đùa nghịch tâm kế sự tình, ta thấy nhiều, trước tâm sự thánh pháp đi. Hồng Tiên Nhi nghiêm túc nói, Phương Vọng gật đầu nói, ngươi giảng cho ta nghe đi. Hồng Tiên Nhi lúc này thì pháp, chế tạo kết giới, màn cách này tòa lầu các. Nàng bắt đầu giảng giải thánh pháp, Phương Vọng nghiêm túc nghe. Hắn cũng tò mò Thái U có hay không đang đặt mưu. Nghe nghe, sắc mặt của hắn liền trở nên mất tự nhiên. Công pháp này không giống như là giả, mà lại rất cao thâm, hỏng bét, muốn xảy ra chuyện. Bạn chuẩn bị xem có thể tu tiên, ta còn tập võ làm gì tập 313. Phương vọng mặc dù hết sức xoắn suýt, nhưng vẫn là cắn ra nghe tiếp. Coi như là thật, hắn cũng chỉ có thể học. Cái này liên quan đến Hồng Tiên Nhi sinh tử. Buộc hắn làm như vậy nguyên nhân cũng không phải là hắn nhiều yêu Hồng Tiên Nhi, mà là đông công hoàng đối chiều cố của hắn. Tiếp nhận lớn như vậy ân tình, hắn nhất định phải đem hết toàn lực đi bảo hộ đại dụ thần chiều cùng. Hồng Tiên Nhi, Hồng Tiên Nhi nói tiếp, thấy Phương Vọng sắc mặt càng ngưng trọng thêm, trong nội tâm nàng hơi hồi hộp một chút, càng thêm chuyên chú hồi ức Thái U thành Pháp, không dám có sai lệch. Rất lâu, đợi Hồng Tiên Nhi nói xong, nàng thất thỏm bất an nhìn lấy Phương Vọng, ta thấy Phương Vọng nhắm mắt. Thế nào? Là thật là giả? Hồng Tiên Nhi mở miệng hỏi, ngư khí khẩn trương. Phương Vọng từ từ mở mắt, dùng một loại trồng rông ánh mắt nhìn về phía nàng, để cho nàng giật mình, nàng liền vội vàng hỏi. Làm sao vậy? Này Pháp có bẫy? Phương Vọng hít sâu một hơi, ngư khí phức tạp nói không có lừa dối, đúng là vạn cổ kỳ công, bất quá nó đại giới rất lớn, hy sinh tự thân khí vận, mệnh số cùng với thọ nguyên, nhưng tự thân tiềm lực đạt đến cực hạn, dùng cái này lấy được được bản thân có thể đạt tới. Đỉnh phong thực lực, Hồng Tiên Nhi cáo nghi vấn hỏi, nàng thật hảo tâm như vậy, không, một khi ngươi làm dùng thuật này, nhất định khó thoát khỏi cái chết. Nàng để mắt tới hẳn là nhục thể của ngươi, theo ngươi khí vận, mệnh số bị hiến tế, nàng lại chiêm cứ nhục thể của ngươi, liền có thể man thiên quá hải đến. Mức nàng như thế nào khôi phục thọ nguyên, ta đây liền không được biết. Phương Vọng trầm ngâm nói, rất lời, hắn đứng dậy, quay người hướng cửa phòng đi đến. Hồng Tiên Nhi hỏi, ngươi đi đâu vậy? Ra ngoài giải sâu một chút, này thuật ngươi cũng đừng tu luyện, vô luận ngươi gặp được kiếp nạn như thế nào, ta đều sẽ đứng tại trước người người, hộ ngươi chu toàn, muốn cho người chết, liền phải trước hết để cho ta chết. Phương Vọng vứt xuống câu nói này, hắn nói đến hết sức nghiêm túc, hắn sở dĩ như vậy nghiêm túc, không phải là bởi vì hắn tại biểu đạt chính mình đối Hồng Tiên Nhi quan tâm chi tình, mà là hắn nhanh nhịn không nổi, hắn sợ chính mình bùng nổ. Hồng Tiên Nhi nghe được hắn, sững sờ tại tại chỗ, mang tài cấp tốc hồng nhuận phơn phớt. Cửa phòng mở ra, phương vọng cấp tốc tan biến. Hồng Tiên Nhi nhìn hắn rời đi hướng đi, ánh mắt trở nên mê ly. Cẩu nam nhân, liền biết chiều chọc ta trái tim. Phương vọng đi vào côn lôn sơn bên trên, đã nhiều năm như vậy, côn lôn đã rất lớn, hắn rất dễ dàng tìm đến trốn không người. Hắn đứng ở trên vách núi, cùi sen trắng lệ giang sơn, kiếm thiên trạch trắng lệ cùng phương xa chập trùng dãy núi hùng vĩ vào hết hắn tầm mắt. Phương vọng hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục cảm xúc. Tích diệt thần kinh vừa khiến cho hắn bế quan 8.000 năm, hắn mới nghỉ ngơi một năm, thái u thánh pháp lại để cho hắn tại trong thiên cung bế quan một vạn một ngàn năm. Cửu cực cử huyết tế thuật, đây cũng là thái u thánh pháp tên. Này thuật cực kỳ đáng sợ, thân chốt cả đời chỉ có thể dùng một lần, chỉ có tuyệt cảnh lúc mới có thể sử dụng này thuật liều một phen, mà lại đỏ sức còn là đồng quy vu tận. Mặc dù phương vọng đem cửu cực cử huyết tế thuật tu luyện tới đại viên mãn, cũng khó có thể cải biến hắn bản chất vô pháp đen này thuật dùng làm thông thường chiến đấu thủ đoạn một khi hiến tế Liên là hiến tế toàn bộ mệnh số khí vận thọ nguyên phương vọng cũng rốt cuộc minh bài kiếp trước hồng tiên nhi vì sao có thể trong chiến đấu thức tỉnh nửa bước đại đế tại quét ngang hết thầy cường địch về sau nàng đi theo ngã xuống hết thảy đều là bởi vì cửu cực huyết tế thuật hy vọng ta về sau không có có nhu cầu dùng cửu cực huyết tế thuật này đó phương vọng trong lòng yên lặng nghĩ đến loại bí thuật này hắn không cần hiện thực tu luyện một lần học xong liền là sẽ tùy thời có thể dùng thi chuyển, tích diệt thần kinh cũng là như thế chỉ có công pháp và thể chất cần trong hiện thực vận hành một lần nhưng thân thể thích ứng gió nhẹ thổi tới lay động hắn tóc đen đem suy nghĩ của hắn lay động tuyệt học của hắn đã đủ nhiều tiết xuống cũng nên thật tốt tu luyện tích lũy tu vi hy vọng chú tuyết hồng tiên nhi không cần cho hắn tống co duyên hắn này người rất tiện gặp được cơ duyên luôn là khó mà cự tuyệt mỗi lần sau đó lại gần như sụp đổ đúng lúc này một đạo thân ảnh bay tới rõ ràng là thiên công giáo kiều huyền hắn cũng là côn luân kiến thiết đại kế người phụ trách chủ yếu kiều huyền thoạt nhìn càng thêm cao tuổi đầu đầy tóc bạc lưng cũng có trước còng xuống hắn trông thấy phương vọng rất là kinh hỉ cười nói không nghĩ tới có thể tại đây bên trong gặp ngươi ta xem như nhìn thấy ngươi ta thật đúng là sợ ta chết trước đó gặp không thấy ngươi ta phải cùng ngươi thông báo một chút côn luân đại kế đến tiếp sau chủ đạo người Phương Vọng cười gật đầu nói, vô luận ngươi lựa chọn người nào, ta đều tin mặc cho. Đối với kiều huyền sắc chết chi ngôn, hắn cũng không có an ủi, người cuối cùng cũng có vừa chết, bọn hắn người tu tiên sớm đã coi nhẹ sinh tử. Kiều huyền nụ cười càng thịnh, bắt đầu giảng giải chính mình sau khi chết an bài. Phương Vọng nghiêm túc nghe, hắn đối kiều huyền vẫn là tràn ngập cảm kích, Côn Luân Đại kể rõ ràng là vì hắn thành lập, nhưng trên thực tế hắn cũng không có trả giá quá nhiều, mặc dù kiểu thị nhất tộc là hướng về phía vạn cổ. Mi danh đi, này phần trả giá đáng giá hắn nghiêm túc đối đãi. Một lúc lâu sau, Kiều Huyền mới vừa hài lòng rời đi, hắn vừa bay lên mà lên, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu cười nói. Đạo chủ, ngày sau ngươi như thành tiên, nếu là có thể gặp được chuyển thế ta, có thể được dẫn ta tới Côn Luân đi một lần, nhưng ta kiến thức Côn Luân sau khi xây xong ngoài hùng. Phương Vọng cười cười, nói, nếu là có ngày đó, ta sẽ dẫn người tới kiều huyền chắc tay đi theo rời đi phương vọng đột nhiên cảm nhận được thương hải tăng điền trong thiên cung mười vạn năm là khô khan có thể mỗi lần ra tới hắn hoàn cảnh chung quanh không có biến hóa mà trong hiện thực thời gian mới là chân thực người hắn quen biết sẽ chết hắn thấy qua sự vật sẽ tan biến mà hết thầy này hắn tạm thời vô lực đi giữ lại phương vọng cũng không có thấy bi thương hắn ngược lại bắt đầu nhận thức cảm giác này phiên muộn rồi lại lộ ra một loại khó mà diễn tả bằng lời mỹ hảo sinh mệnh mất đi cũng không phải là đều là bi thương có đôi khi cũng cùng sinh ra một dạng mỹ hảo nếu như trên đời này mãi mãi cũng là những người kia vậy thế giới này liền sẽ không thú vị cùng mới thay đổi mới là thế giới vận hành cơ bản quy tắc đương nhiên phương vọng thừa nhận chính mình là song tiêu hắn có thể tiếp nhận thế giới đang biến hóa nhưng hắn hy vọng chính mình có thể được đến trường sinh mặt trời lặn mặt trăng lên Phương Vọng ở chỗ này đỉnh núi trọn vẹn đứng 3 ngày ba đêm, trong thời gian này không ngừng có người đi ngang qua, phát hiện hắn tồn tại, bất quá nhìn thấy hắn tại nhập định, đều không dám quấy rầy. Cùng lúc đó, vọng đạo thập nhị đạo tông xác lập Phật tông tin tức cấp tốc truyền ra, chúc như lai like thanh danh danh chấn đại lục, liên quan tới hắn sự tích cấp tốc truyền ra. Phật tông bị Phương Vọng, Kim Tiêu giáo hủy diệt tin tức cũng truyền vào hàng long đại lục, tại Kim Tiêu giáo thôi thúc dưới, Phật tông bê bối bạo phát, cũng làm cho Phương Vọng hình ảnh trở nên càng cao lớn hơn. Thoáng chớp mắt, ba tháng quang cảnh đi qua. Phương Vọng đem Hồng Tiên Nhi đưa vào côn luân trận về sau, hắn đi đến chính mình trước kia thường xuyên tĩnh tọa đầu cầu tiếp tục tu luyện, hắn chuẩn bị chờ đợi kiếm tông thành lập, thập nhị đạo tông bất luận cái gì nhất tông hoàn toàn chính xác lập, hắn vị này đạo chủ đều phải ở đây, bằng không thập nhị đạo tông uy tín liền vô pháp dựng nên hắn vừa tọa hạ không lâu hồng trần bỗng nhiên đi đến bên cạnh hắn mở miệng nói gần đây có rất nhiều tổn đang muốn thôi diễn vọng đạo thậm chí còn có người đang tính tính toán phương gia, toàn đều đã bị ta nguyền rủa trở về đều ăn đau khổ nhưng có một vị làm ta không yên lòng nhất định phải cùng ngươi nói chuyện bạn chuẩn bị xem có thể tu tiên ta còn tập võ làm gì tập 314. người nào phương vọng cũng không quay đầu lại hỏi đối với những cái kia xem không được am đấu hắn tạm thời không cảm giác được bất quá hắn tin tưởng hồng trần sẽ không nói lung tung hồng trần hồi đáp là một vị tên là Xuân Thu đạo trưởng người tu hành, hắn du tổ cùng nhân gian, vì nhân gian thánh tộc, đế tộc thôi diện đoán mệnh, hắn nhiều lần tính toán ngươi, kiếm thiên trạch bên trong có một vị tên là Lữ Tiên mệnh đệ tử, đã từng từng chiếm được Xuân Thu đạo trưởng chỉ bảo, Xuân Thu đạo trưởng một mực ám chỉ hắn đối địch với ngươi, cũng may hắn đầy đủ tín nhiệm ngươi, không muốn đối địch với ngươi. Phương vọng nghe xong, lộ ra nụ cười, nói: "Vị này gọi Lữ Tiên mệnh đệ tử giác ngộ không tệ lắm, về sau có khả năng trọng điểm bồi dưỡng." trọng điểm là vị này xuân thu đạo trưởng ta mặc dù cắn trả qua hắn lại không cách nào truy tìm đến tung tích của hắn hắn còn tại tính toán ngươi về sau tất thành họa lớn hồng trần nghiêm túc nói phương vọng quay đầu hỏi vậy ngươi có biện pháp nào hồng trần lắc đầu phương vọng cười nói đã như vậy vậy cũng chớ quản hắn ngươi đề phòng lấy hắn thôi diễn nguyên rủa ta chuyên tâm tu luyện cho hắn thế nào thiên ngôi đầu lên ta một bàn tay trục chết hắn hồng trần lộ ra nụ cười nói ta đúng là như thể ý nghĩ mặc dù thực lực của ngươi một mực tại mạnh lên có thể tu vi cảnh giới có chút theo không kịp ta sợ ngươi quá trình đắm tại thiên tư của mình ngộ tính bên trong không để ý đến trọng yếu nhất tu vi phương vọng quay đầu nói yên tâm đi ta sẽ không trừ phi cơ duyên đưa tới cửa bằng không ta kỳ thật rất sợ đạt được tuyệt học không trần nghe không hiểu hẳn ý tứ nhưng đại khải đoán được hẳn ý tứ mỉm cười gật đầu đi theo ôm quyền hành lễ quay người rời đi phương vọng nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện hắn này nhắm mắt lại thời gian bắt đầu cục nhanh Trúc như lai like mang theo bên trên vạn phật tông đệ tử gia nhập vòng đạo cũng khai sáng mới phật tông về sau vọng đạo thanh danh tăng vọt chỉ là phật tông này một cỗ lực lượng cũng đủ để cho vọng đạo trở thành hàng long đại lúc thậm chí xung quanh vùng biển thế lực tối cường mà sắp thành lập kiếm tông bởi vẽ hấp dẫn càng nhiều tầm mắt theo mong muốn tham dự kiếm tông tuyển bạt người càng ngày càng nhiều Độc cô vấn hồn tìm tới phương vọng đề nghị đem tuyển bạt này trì hoãn dạng này liền có thể cho nhiều người hơn cơ hội Phương Vọng tự nhiên không có ý kiến, ngược lại đại dụ thần triều nếu là gặp được nguy hiểm, hắn có thể thông qua côn luân trận tùy thời tiến đến. Phương Vọng đánh nhịp về sau, vọng đạo thả ra tin tức, không chỉ kiếm tông tuyển bạt ngay trì hoãn, cánh cửa cũng đề cao, cái này cũng hấp dẫn càng cảnh giới bao cao đại tu sĩ chạy đến. Thời gian cực nhanh, thoáng chớp mắt, 10 năm trôi qua, Phương Vọng Tu Vi đã đi đến phá thiên cảnh 4 tầng, hắn còn tại đầu cầu bên trên tĩnh tạ tu luyện, Trung kích càng cao Tu Vi. Kiếm thiên trạch miến đến mức dị thường náo nhiệt, cái này cũng dẫn đến phương viên ba 000 dặm thanh trì đều kín người hết chỗ. Đầu cô vấn hồn hạ lệnh, không cho phép người không có phận sự vào côn luân, mà chúc như lai Phật Tông lên đảm nhiệm chấn thủ trì trách. Lần thực vọng đạo tương lai thánh địa, cũng không thể để cho người ta mượn kiếm tông tuyền bạc thịnh hội bước vào trong đó mặc dù côn luân còn chưa xây thành uy nghiêm nhất định phải sớm thành lập một ngày này một đạo không thích hợp thanh âm vang vọng toàn bộ kiếm thiên trạch thiên đạo phương vọng ở đâu ta dùng kiếm tiên tên đến đây khiêu chiến một đạo ngạo khí trùng thiên thanh âm vang lên cả kinh kiếm thiên trạch bên trong vô số tu sĩ ngẩng đầu chỉ thấy một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống hắn người mặc một bộ áo trắng dáng người thẳng tắp khuôn mặt anh tuấn trong tay nằm lấy một thanh trường kiếm đứng ngạo nghễ trời cao hắn làm đúng như kiếm tiên hạ phàm không ai bì nổi vô số ánh mắt thần thức rơi ở trên người hắn hắn thờ ơ hai mắt của hắn nhìn chằm chằm kiếm thiên trạch một chỗ sương mù vờn quanh địa phương hắn từng nghe nói thiên đạo chỗ tu luyện linh vụ tràn ngập càn rỡ ngươi thì tính là cái gì cũng dám khiêu chiến chúng ta đạo chủ một đạo quan lớn tiếng vang lên chỉ thấy dương độc trống dũng xuất hiện tại kiếm tiên trước mặt Dương Độc người mặc đai lưng áo bào đen, trước khi gió bay phất phới, hắn kiêu căng nhìn chằm chằm kiếm tiên, trong mắt lập lề nguy hiểm hào quang. Không đợi kiếm tiên trả lời, lần lượt từng bóng người liên tục xuất hiện, đưa hắn bao bọc vây quanh. Đế Hải Tam Tiên, Độc Cô Vấn Hồn, Trúc Viêm, Trúc Như Lai, like, Phương Bạch cùng với mấy vị cảnh giới cao thâm kiếm thị, bọn hắn tất cả đều nhìn chằm chằm nhìn chằm kiếm tiên. Phương Bạch chăm chú nhìn kiếm tiên, quen không được ban đầu bị kiếm tiên nhất kiếm hạ gục chảy qua. Kiếm tiên bị bao bọc vây quanh, mảy may không hoảng hốt, hắn tản mắt ra kiếm ý của mình, một cỗ lăng lệ kiếm khí phóng lên tận trời, tách ra biển mây, kinh thiên động địa. Kiếm thiên trạch từng người từng người tu sĩ si đưa mắt nhìn lại, tuyệt đại đa số người đều vì đó động dung. Một chỗ ven hồ, từ cầu mệnh một mình đứng đấy, trên đầu của hắn còn mang theo mũ rộng vành, hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía trên trời, trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hắn cùng kiếm tiên cũng giao thủ qua, đã nhiều năm như vậy, hắn đã xưa đâu bằng nay, thật không nghi đến kiếm tiên tiến bộ cũng lớn như vậy. Lui ra đi, một đạo đạn mặc thanh âm vang lên, khiến cho Dương Độc đám người động dung, bởi vì này đạo thanh âm chủ nhân là Phương vọng. Đầu cô vẫn hồn thật sâu nhìn kiếm tiên liếc mắt mở miệng nói, "Chúng ta đi thôi." Những người khác tự nhiên không dám có ý kiến, bọn hắn dồn dập thối lui, nhưng cũng không có rơi xuống đi, mà là thối lui đến bầu trời phương xa, tiếp tục nhìn chăm chăm kiếm tiên. Kiếm tiên tầm mắt từ đầu đến cuối đều nhìn chăm chăm một cái phương hướng, tại hắn nhìn soi mói, cái kia mảnh xương mù dày bắt đầu tán đi không chỉ là hắn, rất nhiều tù sĩ đều nhìn phương vọng phương hướng, nhìn xem cây cầu kia đầu hiển hiện ra. Mồi tĩnh tọa ở đầu cầu bên trên phương vọng từ từ mở mắt, đi theo đuôi cải lưng mệt mỏi. Thi triển người bí thuật đi, đã người đã ông quyết tâm quyết tử, hà tất lưỡng lự. Phương vọng thanh âm vang lên lần nữa nghe được kiếm tiên động dung đại viên mãn cửu cực cử huyết tế thuật mặc dù cùng vừa học được một dạng đều là dùng một lát liền chết nhưng phương vọng có thể cảm nhận được này thuật khí tức đồng thời thấy rõ này thuật chân chỉnh ý nghĩa hắn thậm chí có thể thấy những người khác người mang cửu cực cử huyết tế thuật cực hạ một khi kiếm tiên thi triển cửu cực cử huyết tế thuật thực lực đem đi đến một tầng khác thậm chí so bất nghĩa chân phật còn mạnh hơn phương vọng khi nhìn đến kiếm tiên cực hạn về sau trong lòng sinh ra chờ mong kiếm tiên hít sâu một hơi ánh mắt trở nên sắc bén hắn mở miệng nói tốt như ngươi mong muốn oanh kiếm tiên trên người kiếm khí tăng vọt các tốc biến thành huyết sắc hắn hiền lộ ra làn da nổi gân xanh báo quát trên mặt hai con mắt của hắn càng là có tan biến xu thế kinh thiên động địa núi da động hổ run rẩy giống như tận thế đô kích đâu cô vấn hồn lập tức hạ lệnh nhưng kiếm thiên trạch mấy chục vạn vọng đạo đệ tử cùng nhau bày trận các đệ tử ngưng tụ ra riêng phần mình bán mệnh bảo linh do cao khỏi đỉnh đầu bọn hắn tu vi không độc đều nhưng đã sớm tu luyện qua này trận nay trận chính là hồng trần truyền thụ cho trong chốc lát một đạo màu vàng nhạt ánh sáng tầng bay lên đen trời cùng đất ngăn cách không chỉ là kiếm thiên trạch toàn bộ hàng long đại lục đều bị màu vàng kim ánh sáng tầng ngăn cách kiếm tiên đứng tại màu vàng kim ánh sáng tầng phía trên hắn bắt đầu thống khổ gào thét huyết sắc kiếm khí càng ngày càng nông đậm dẫn tới cuồn cuộn lôi minh đó là cái gì khí thế thật là khủng bố đây là cái gì ta công khí thế của hắn tốc độ tăng lên không khỏi quá khoa trương đi kiếm tiên sẽ không thật sự là trên trời kiếm tiên chuyển thế á à? không nghĩ tới kiếm tông tuyển bá trước còn có thể hiểu biết một trận tuyệt thế cục chiến kiếm thiên trạch các ngõ ngách vang lên tiếng nghị luận tất cả mọi người đang thán phục kiếm tiên mạnh mẽ nhưng không có người lúng túng bọn hắn tin tưởng phương vọng sẽ thắng bạn chuẩn bị xem có thể tu tiên ta còn tập võ làm gì tập 315. ta gọi hứa ngôn sinh tại đại ngụy vương triều một trong thôn trang ta từ nhỏ đã tình cảm đạm mạc đối bên người hết thầy đều thờ ơ bảy tuổi năm đó một tên thụ thương tu tiên giả xông vào ta thôn trang trắng trợn đồ sát không ai có thể ngăn cản ta bị phụ mẫu tàng ở trong hang bên trong tránh thoát nhất kiếp đây chẳng qua là ta coi là tránh thoát Người tu tiên kia tự xưng đến từ thiết thiên thành giáo, hắn đem người cả thôn, báo quát cha mẹ ta, huynh đệ tỷ muội hồn phách tất cả đều rút đi, sau đó, hắn đem ta mang theo trên người, truyền ta kiếm pháp. Gia đình chết thảm làm ta binh thản tâm cuối cùng sinh ra gọn sóng, ta lần thứ nhất hận một người, lần thứ nhất sinh khí. Bản thân bảy tuổi cầm kiếm lên, ta liền cảm nhận được ta cùng kiếm đạo liên hệ, mỗi khi ta huy kiếm lúc, đều có thể thấy phía trước có một đạo thân ảnh, đi theo ta huy kiếm, mới đầu là hắn đi theo ta huy kiếm, coi. Ta thi chuyển sau một lần kiếm chiêu về sau, hắn huy kiếm tốc độ bắt đầu vượt qua ta, dần dần, hắn bắt đầu dẫn dắt ta luyện kiếm. Sau này, ta mới biết được, đạo thân ảnh kia chỉ có ta có thể trông thấy, dạy bảo ta thiết thiên thành giáo tu sĩ cho là ta bởi vì cứu hận mà có ma chướng, hắn đối ta thất vọng. Tại về sau trong 10 năm, ta đi theo hắn vào Nam Già Bắc, mắt thấy hắn tùy ý làm bậy, bên cạnh ta dần dần có ba vị đồng bạn, bọn hắn tao ngộ giống như ta, ta không rõ tu sĩ kia vì sao muốn dạy bảo chúng. Ta tu luyện, nhưng vì báo thu, ta chỉ có thể ẩn nhẫn cảnh giới của hắn là độ hư cảnh một cái gần như thần cảnh giới ta không biết phải bao lâu mới có thể đuổi kịp hắn mười năm sau hắn đột nhiên rời đi ta cùng ba vị đồng bạn cuối cùng có thể thu hoạch được tự do chúng ta tận khả năng trốn đi theo hộ thiên giáo tu sĩ cùng nhau truy sát những thiết thiên thành giáo đó tu sĩ mong muốn dùng cái này phát tiết cừu hận có thể thiết thiên thành giáo thật sự là quá mạnh ta cùng theo hộ thiên giáo tu sĩ không nhìn thấy hy vọng, đội mũ bầu không khí càng ngày càng thấp thỏm. Mai đến có một ngày, ta nghe được thiên đạo phương vọng tên, nghe nói thiên đạo phương vọng đang ở trắng trợn truy sát thiết thiên thành giáo ma tu, ta đi theo các đồng bạn đều hết sức phấn chấn, thông qua bọn hắn, ta biết rồi phương, vọng là thiên hạ đệ nhất thiên tài. Khi đó, ta hết sức nghi hoặc, thiên mới có thể thay đổi thiên hạ càn khôn, phương vọng tuổi tác kém xa cừu nhân của ta sư phụ lớn. Về sau, chúng ta gặp phải thiết thiên thành giáo ma tu càng ngày càng ít, ta này mới cảm nhận được thiên hạ đệ nhất thiên tài lực ảnh hưởng ta mặc dù còn chưa thấy đến hắn nhưng đã có thể cảm nhận được sự cùng đại của hắn một ngày thiên địa tiếng rung. khiến cho đang tại đi đường chúng ta hoảng hốt không thôi ta gặp được đời này khó quên cảnh tượng hai đạo uyển như thiên thần thân ảnh trên không trung đại chiến những nơi đi qua dãy núi vỡ nát rừng cây cuốn lên hai đạo thân ảnh kia càng là hiển hóa ra ngàn trượng chi thân một cái hư ảo một cái giống như chân thân mà ta cùng đồng bạn của ta nhóm như là trên mặt đất sâu kiền ngước nhìn bọn hắn mạnh mẽ khi bọn hắn đi xa lúc ta đưa mắt tới đâu tất cả đều hóa thành phế tích lực lượng như vậy hẳn là có thể báo thù đi thẳng đến về sau ta mới biết được hai đạo thân ảnh kia phân biệt là thiên đạo phương vọng cùng thiên mục đại thánh đại thánh trong truyền thuyết cùng thần tiên trên trời chống lại thần thoại nhân vật vậy mà phục sinh còn muốn trợ thiết thiên thành giáo cái này khiến ta không cách nào phân biệt chính ta bất quá thiên đạo phương vọng mạnh mẽ nhường ta biết chỉ có mạnh mẽ mới có thể có tư cách làm cứu thế chủ Thiên mục đại thánh bị chu diệt về sau, thiết thiên thành giáo giải tán, ta cho là ta cái kia kẻ thù sư phụ cũng đã chết. Từ nay về sau, ta cùng ta ba vị đồng bạn đem bày ra cuộc sống hoàn toàn mới. Lâm nhã, nàng là chúng ta trong bốn người duy nhất nữ hài, ta một mực cầm nàng là muội muội, có thể có một ngày, nàng nói với ta thích ta, mong muốn cùng ta thành thân, từ nhỏ trong lòng chỉ có câu hận ta không biết như. Thế nào tình yêu, vì bắt đầu cuộc sống mới, ta liền đáp ứng nàng chúng ta tại trong núi sâu thành thân khách khứa chỉ có hai vị kia cùng chúng ta sống nương tựa lẫn nhau đệ đệ một đêm kia rất đẹp ta cũng rốt cục minh bạch như thế nào hạnh phúc ngày kế tiếp coi ta khi tỉnh lại phát hiện mình đầu não u ám mười điểm khó chịu ta lảo đảo nghiêng ngã rời giường đi ra khỏi cửa phòng đang lúc ta muốn mở miệng kêu gào lại phát hiện trong đỉnh có ba bộ thi thể Thế tử của ta cùng ta hai vị đệ đệ ta chỉ cảm thấy trời sập mai đến ta nhìn thấy đối diện tường viện bên trên đường đấy một đạo thân ảnh cái kia đè nén nửa đời nộ khí triệt để bùng nổ ta gào thét ngưng tủ ra chính mình bản mệnh bảo linh sau đó liều mạng rốt kiếm đánh tới có thể chỉ có linh đang cảnh ta căn bản không phải đối thủ của hắn cuối cùng ta ngã xuống sư phụ ta nằm lấy tóc của ta tại bên tai ta kể rõ hắn đối lâm nhã đối ta hai vị đế đệ tra tấn ta chưa bao giờ thấy như thế vô lực qua ta rốt cuộc minh bạch ta không phải trong chuyện xưa thiên mệnh chi tử ta không phải phương vọng mà là tại trong bể khổ dãy ruộng chúng sinh sư phụ ta nói cho ta biết hắn sở dĩ thu lưu chúng ta là muốn theo trong chúng ta tuyển ra thiên tư mạnh nhất một người lại đoạt xá tu vi của ta cao nhất, cho nên ta sống đến cuối cùng, ta tại trong tuyệt vọng nghênh đón bị đoạt xá số mệnh, nhưng mà, ta không chết, tại sư phụ ta thống khổ kêu rên bên trong, ta thức tỉnh ta kiện thứ hai bản mệnh bảo linh, nguyên lai like, ta mỗi lần luyện kiếm thấy thân ảnh đều là ta bản mệnh bảo linh, nó cùng ta nhận biết bản mệnh bảo linh khác biệt nó, không cần tạo nên, là ta bẩm sinh bảo linh, sư phụ ta đoạt xá thất bại, đạo ở trước mặt ta, mà ta lần thứ nhất nắm giữ cái này bản mệnh bảo linh lực lượng, từ nay về sau, hết thảy kiếm pháp tại trước mắt ta thi triển một lần, ta đều có thể nắm giữ. Người bên ngoài cho là ta kiếm đạo ngộ tính vô song, thật tình không biết bọn hắn ở trước mặt ta mặc dù chỉ là thi triển. Một lần, nhưng ta bản mệnh bảo linh tại trước mắt ta lại là thi triển vô số lần, loại cảm giác này rất kỳ diệu, phảng phân lăng không thêm giá nhất đoạn trí nhớ. Sau này, ta bước vào huyền tâm cảnh, ta vậy mà tại mộng ở bên trong lấy được một tên đại thánh truyền thừa hắn tự xưng kiếm mũ bị ta bản mệnh bảo linh hấp dẫn tới nguyện ý đem tự thân kiếm đạo truyền thụ cho ta hắn cho là ta sẽ trở thành làm kiếm tiên ta tiếp nhận ta bắt đầu vô địch mặc dù tu vi cao hơn ta hai tầng cảnh giới cũng gánh không được ta tối cường nhất kiếm sau này ta tìm được thiên đạo phương vọng đệ tử phương bạch nghe nói phương bạch bị phương vọng cho rằng là kiếm đạo kỳ tài đáng tiếc vị này kiếm đạo kỳ tài đồng dạng gánh không được ta nhất kiếm lệnh phương vọng đều kinh ngạc thán phục kiếm đạo thiên tài lại không chịu được như thế nhất kích cái này khiến phương vọng trong lòng ta hình ảnh kiểu thấp sau này ta dùng khiêu chiến phương vọng là mục tiêu không ngừng tu luyện tu vi của ta ít nhất phải đi đến thấp hơn phương vọng hai tầng đại cảnh giới tình hùng dưới ta mới có thể khiêu chiến hắn nhiều năm về sau ta cuối cùng đột phá tới đại thừa cảnh ta cảm thấy ta có tư cách khiêu chiến phương vọng nhưng mà ta đại thánh sư phụ kiếm mu báo mộng tại ta hắn nói ta không có khả năng đuổi kịp phương vọng phương vọng thậm chí đã chu diệt nửa bước thiên địa càn khôn cảnh tồn tại ta không biết thiên địa càn khôn cảnh mạnh bao nhiêu nhưng ta ý thức được ta tự hồ đem hết toàn lực đều đuổi không kịp phương vọng sư phụ nói cho ta biết hắn có nhất pháp có thể làm cho ta trực tiếp đi đến ta đời này có thể đạt tới cước hạn phương vọng không sớm thì muộn sẽ phi thăng để lại cho ta thời gian không nhiều nếu là chờ đợi thêm nữa phương vọng liền sẽ phi thăng khi đó ta lại muốn khiêu chiến hắn liền khó khăn không biết bắt đầu từ khi nào phương vọng trở thành ta chất niệm trong lòng ta không phân rõ ta vì sao muốn đuổi theo hắn nhưng thê tử cùng bọn đệ đệ sau khi chết đuổi theo phương vọng đã trở thành ta duy nhất sống tiếp mục tiêu nếu là có thể trực tiếp đi đến cái mục tiêu này hà tất sống lâu thế gian này hỏng bét thấu ta không muốn trở lại thế là ta tiếp nhận sư phụ ta cho ta cuối cùng truyền thừa ầm ầm kiếm tiên huyết sắc kiếm khí đường kính vượt qua trăm trượng lôi vân chi hải đều bị kiếm khí xông mở một vòng xoáy khổng lồ hắn tóc đen cắp tóc biến trắng trên mặt nổi lên mạch máu dữ tợn đến cực điểm khó có thể tưởng tượng thống khổ dày vào lấy hắn nhưng hắn giờ phút này có loại muốn giải thoát cảm giác hắn nhìn xuống phía dưới còn đứng ở đầu cầu bên trên phương vọng trong mắt tràn đầy chiến ý phương vọng ta định sẽ không để cho người thất vọng ta mới là thiên hạ đệ nhất kiếm đạo thiên tài ta sinh ra chính là kiếm tiên bạn chuẩn bị xem có thể tu tiên, ta còn tập võ làm gì tập 316. Xem ra đại viên mãn cửu cực huyết tế thuật có một phen đặc biệt ảo diệu. Phương vọng ngước nhìn đang ở huyết tế chính mình kiếm tiên, trong lòng nghĩ như vậy đến. Hắn phát hiện mình không chỉ có thể thấy kiếm tiên cực hạn, còn có thể cường ép giải trừ đối phương cửu cực huyết tế thuật. Nói cách khác, hắn có thể làm cho đạt đến cực hạn đối thủ đánh về nguyên hình, bất quả đối phương thọ. Nguyên sẽ không trở về, phải chết vẫn là phải chết. Đại viên mãn cửu cực huyết tế thuật, tương đương với có khả năng trấn áp hết thảy nằm giữ cửu cực huyết tế thuật tồn tại trừ phi đối phương cũng đi đến đại viên mãn chi cảnh này loại tự sát thức bí thuật đoán chừng không ai sẽ nghiên cứu đến cực hạn phương vọng chị vừa nghĩ một bên bay lên mà lên hắn nâng tay phải lên thiên hồng kiếm ngưng tụ ra hiện trong tay tại kiếm thiên trạch võ thuật tu sĩ nhìn soi mói bay hướng trời cao màu vàng kim ánh sáng tầng dương độc chăm chú nhìn kiếm tiên lầm bầm nói đây cũng không phải là đùa diện á hắn không thể nào hiểu được kiếm tiên tu vi sao có thể tăng lên nhanh như vậy quá không hợp hợp lẽ thường phảng phất một tên phàm nhân đột nhiên có được năng lực hủy thiên diệt địa hoàn toàn bất tuân theo quy tắc tu luyện không chân đứng ở bên hồ ánh mắt trở nên sắc bén hắn đồng dạng tại tự nói cầu cơ cử huyết tế huyền u đại giáo phương vọng xuyên qua màu vàng kim ánh sáng tầng đi vào cùng kiếm tiên tế cao độ cao hai người đối mặt diện mạo giữ tận kiếm tiên hai mắt tràn ngập tơ máu nhìn về phía phương vọng tầm mắt tràn ngập điên cuồng phương vọng không rõ hắn vì sao muốn thi triển củ cực huyết tế thuật cũng không hiểu hắn từ chỗ nào học được nhưng nếu tới vậy thì phải chết phương vọng nâng lên thiên hồng kiếm sau lưng hắn lăng không ngừng tụ ra quỷ thần dáng người này tôn quỷ thần không tính to lớn chỉ có cao ba trượng cùng thân hình của hắn giống như đúc hắn yên lặng thôi động tịch diệt thần kinh này chính là hắn lần thứ nhất thi triển tịch diệt thần kinh hắn muốn nhìn xem tịch diệt thần kinh có thể đối tuyệt học của hắn có bao lớn tăng phúc nương theo lấy tịch diệt thần kinh phun trào phương vọng ảo trắng tung bay dâng lên trong tay hắn thiên hồng kiếm bắn ra lóa mắt kiếm quang quỷ thần trong tay kiếm đồng dạng bắn ra hắc quang khiến cho quanh mình không gian kịch liệt gợn sóng anh anh à, kiếm tiên đột nhiên phát ra thê lương tiếng kêu mênh mông huyết sắc kiếm khí bên trong hắn trong cơ thể đi ra một vệt bóng mờ thân hình cùng hắn giống như đúc phương vọng nghèo mắt lại âm thầm kỳ lạ chẳng biết tại sao khi hắn nhìn thấy kiếm tiên bên cạnh bóng mờ lúc hắn không hiểu tin đập nhanh có loại gặp được thiên địch cảm giác loại cảm giác này hết sức quỷ dị hắn vẫn là lần đầu gặp được vừa thấy được bóng mờ hắn liền có loại mãnh liệt mong muốn phá hủy đối phương xúc động kiếm tiên cúi đầu hắn há mồm thở dốc khắc khuôn mặt là mồ hôi và máu hắn nhìn chằm chằm phương vọng ánh mắt phảng phất mặt lộ bên trong dã thú hung lệ mà lạnh lùng Khi thế của hắn đã sắc muốn tới gần cực hạn toàn bộ hàng long đại thánh chúng sinh đều có thể cảm nhận được vì đó hoảng hốt kiếm thiên chạy bên trong tu sĩ mặc dù có trận pháp ngăn cách cũng có thể cảm nhận được kiếm tiên khí thế giờ khắc này không người dám náo động tất cả đều nín thở ngưng thần ngước nhìn kiếm tiên phương bạch sắc mặt hết sức khó coi đạo tâm của hắn nhanh muốn hỏng mất kiếm tiên sao có thể trở nên mạnh mẽ như thế hắn căn bản là không có cách lý giải Giờ phút này, kiếm tiên cảm nhận được cường đại trước nay chưa từng có, hắn chầm mê ở này loại trong cường đại, cảm giác mình không gì làm không được. Hắn dương mắt nhìn về phía phương vọng, nhích miệng lên, tóc trắng tùy ý phất phới, như là liệt diễm đang thiêu đốt, hắn mở miệng nói. Phương vọng, ta cuối cùng có cơ hội có thể đánh với ngươi một trận, ta tới tìm ngươi, cũng không phải là vì cứu hận, chỉ là thuần tùy chứng minh ngươi ta ở giữa ai mạnh hơn. Phương vọng nhìn xem hắn nói, ngươi xác định không thù, người nào truyền cho ngươi này thuật, ngươi xác định hắn chỉ là đơn thuần giúp ngươi hoàn thành mục tiêu của ngươi vẫn là nói ngươi vừa vặn có thể trở thành con cờ của hắn hắn tài trợ giúp sao nghe vậy kiếm tiên cười nói có lẽ ngươi đoán được không sai thiên hạ không có vô duyên vô cớ thiện ý nói cho ngươi cũng không sao truyền ta này bí thuật chính là một vị đại thánh tên là kiếm u ngươi nếu là có thể còn sống sót sẽ cùng hắn đấu đi mặc dù làm quân cờ cũng không quan trọng ít nhất hắn để cho ta cảm nhận được thiên hạ đệ nhất kiếm ta có thể báo lại hắn cũng chính là đánh với ngươi một trận Phương vọng mặt không biểu tình, nói, đã ngươi biết, vậy ngươi cũng không tính bị lừa bịp, vậy thì tới đi, nhưng ta nhìn ngươi cực hạn. Kiếm tiên nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một thanh trường kiếm, bên cạnh hắn thần bí bóng mờ cũng giống như thế, chân nhìn, cùng phương vọng một dạng, đều có một cái bóng, chẳng qua là một đen một trắng khác nhau. Bóng mờ đi theo dung nhập kiếm tiên trong cơ thể, trong chốc lát, kiếm tiên khí thế đột nhiên sắp vỡ, quanh thân huyết sắc kiếm khí bị tách ra, một cổ bá đạo vô song kiếm ý bao phủ toàn bộ thiên địa phía dưới màu vàng kim ánh sáng tầng sinh ra gợn sóng tựa như trời mưa dưới mặt hồ chẳng qua là mặt hồ vô biên vô hạn cực kỳ tráng quan kiếm tiên tay phải giơ tay lên bên trong kiếm quân cuộn kiếm ý ngưng tụ tại trên thân kiếm một kiếm này tên là nhất kiếm vĩnh hằng kiếm tiên thanh âm vang lên hắn đi theo thả người vót lên tay phải thuận thế huy kiếm nhắc kiếm chảm ra kiếm quang nhường thiên địa vạn vật mất đi màu sắc trong chấp nhóm này hết thảy đều đứng im chỉ có kia kiếm quang không ngừng mở rộng muốn bao phủ phương vọng phương vọng ánh mắt run lên rút kiếm chém đi quỷ thần đồng thời rút kiếm tích diệt thần kinh dung nhập kiếm khí bên trong theo quỷ thần lưỡi kiếm chảm ra này một chảm chảm ra muôn vàn kiếm khí màu đen toàn bộ thiên địa chỉ còn lại có hai màu trắng đen kiếm tiên cảm nhận được phương vọng kiếm khí không khỏi chừng tò mắt làm sao có thể kiếm tiên mặt mùi dữ toàn bị kiếm quang bao phủ nâng theo lấy hai cô kinh khủng kiếm khí tấn công thiên địa rung động đại tề chỗ chín thành sinh linh trong nháy mắt mất đi thỉnh giác thậm chí vô phát thấy vật kiếm quang chói mắt lạnh xung quanh các vùng biển sinh linh đều có thể nhìn thấy nam không chi hải một chỗ trên hải đảo phương hàn vũ đi tại giữa sườn núi quay người nhìn lại kiếm quang đem cái bóng của hắn kéo đến thật dài hắn cũng không nhịn được nhiều mắt lại thật là đáng sợ kỳ ý đến tôi cùng là ai tại chiến đấu phương hàn vũ âm thầm kinh hãi cái hướng kia không phải lìa là hàng long đại lục phương hướng hắn không có bồi dối bây giờ hàng long đại lục đã xưa đâu bằng nay hiện tại gặp được như vậy kiếm ý hắn trong lòng cảm giác cấp bách càng thêm mãnh liệt gần nhất mấy chục năm hắn gặp phải đại năng càng ngày càng nhiều rõ ràng tu vi của hắn đang tăng nhanh như gió nhưng hắn cảm giác mạnh hơn hắn người càng ngày càng nhiều hắn biết này không phải là ảo giác mà là đại tranh chi thế lệnh vô số cường giả xuất thế phương hàn vũ mặc dù không dám cùng phương vọng so nhưng không hy vọng lạc hậu phương vọng quá nhiều dù sao bọn hắn có thể là tổ ba người hắn không muốn tụt lại phía sau mong mong kiếm quang bao phủ kiếm thiên trạch rất lâu không biết đi qua bao lâu thiên địa vạn vật khôi phục màu sắc phương vọng cùng kiếm tiên thân ảnh hiến hiện ra giờ phút này phương vọng còn duy trì rút kiếm vung trảm tư thế mà kiếm tiên cũng giống như thế hắn tại chỗ cao phương vọng tại chỗ thấp phản hồi hướng dẫn báo cáo bản cú không nghĩ tới ta cực hạn vậy mà gánh không được người nhất kiếm kiếm tiên toàn thân run rẩy gian nan tự nói thanh âm của hắn yếu ớt trong mắt nhuệ khí đang ở rút đi con người trở nên mơ hồ trên người hắn tràn đầy vết sách từng tiết kiếm quang theo vết rách tràn ra hắn phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn hắn sinh cơ đang ở trôi qua nhanh chóng phương vọng nhìn kiếm tiên hơi hơi khiêu mi giờ khắc này hắn bảo linh trong không gian lại xuất hiện thiên cung bạn chuẩn bị xem có thể tu tiên ta còn tập võ làm gì tập 317. thiên cung sao sẽ xuất hiện chẳng lẽ là bởi vì phương vọng trong lòng kinh ngạc nghĩ đến đây là thiên cung lần thứ nhất chủ động hiện thân với hắn bảo linh không gian bên trong quỷ thần kiếm khí đang tại hấp thu kiếm tiên linh hồn mà đợi tại bảo linh trong không gian thiên cung mãnh liệt mở ra cửa lớn bên trong tuôn ra u phong làm kiếm tiên hồn phách bị hút vào phương vọng trong cơ thể lúc một vệt bóng mờ bị tháo rời ra chui vào trong thiên cung thiên cung đi theo nhắm lại cửa lớn biến mất theo toàn bộ quá trình chỉ có phương vọng có thể cảm nhận được màu vàng kim ánh sáng tầng phía dưới chúng sinh nhìn không thấy quá trình này mọi ánh mắt đều rơi vào kiếm tiên trên thân khi hắn sinh cơ chuyện để đoạn tuyệt hắn thân thể hóa thành cho bụi theo gió tung bay Lúc trước giống như trên trời tiên quân kiếm tiên mặc dù không còn tồn tại, nhưng sự cường đại của hắn đến nay rung động kiếm thiên trạch mỗi người. Cái kia phảng phất khai thiên ích địa kiếm pháp sao mà hùng vĩ, bọn hắn đem cả đời đều khó mà quên được. Phương vọng thu hồi thiên hồng kiếm, sau lưng quỷ thần tan biến, kiếm tiên dựa vào cửu cực khuyết tế thuật đạt với bản thân tiềm lực, luận linh lực cường đại, thắng qua bất nghĩa chân Phật, nhưng hắn chân thực chiến lực chưa hẳn có thể thắng bất nghĩa chân Phật. Hắn khuyết thiếu thiên địa càn khôn mang tính tiêu chí thủ đoạn, nương theo lấy hắn hạ xuống đọc cô vấn hồn lập tức truyền âm cho bảy trận hết thể vọng đạo đệ tử giải trừ trận pháp bao chùm hàng long đại lục màu vàng kim ánh sáng tầng cấp tốc tán đi oanh toàn bộ kiếm thiên chạy oanh động lên huyên náo trấn thiên hảo cường á trách không được dám tự xưng kiếm tiên đáng tiếc đạo chủ tại thu hoạch được thiên đạo xưng hảo trước có thể là được xưng là kiếm thánh xác thực hai người bọn họ kiếm ý đều vượt xa chúng ta tưởng tượng trước đó ta cũng không nghĩ đến kiếm ý có thể cường đại đến loại trình độ này đạo chủ có thể nhất kiếm chu diệt vị kia kiếm tiên này mới đáng sợ điều này nói rõ hai người tranh lệch cực lớn nói nhảm chúng ta đạo chủ không chỉ là thiên hạ đệ nhất thiên tài cũng là chân chính thiên hạ đệ nhất có ai có thể ép hắn sử xuất toàn lực vọng đạo đệ tử phấn chấn không thôi mà những cái kia đến đây quan sát kiếm tông náo như các tu sĩ đồng dạng phấn khởi có thể mắt thấy trận chiến này bọn hắn cũng tính mở rộng tầm mắt về sau này chính là bọn hắn kêu nạo nhất đề tài nói chuyện phương vọng thì trở lại một mình ở trong lầu các hắn đóng cửa phòng lại những người khác cũng không dám tùy tiện quấy giày hắn đi đến trên giường tính tọa nhắm mắt lại tâm tư đặt vào bảo linh trong không gian hắn nghi muốn tìm thiên cung có thể căn bản bắt không đến đang lúc hắn sắp từ bỏ lúc ý thức của hắn đột nhiên bị tú một thoáng lần nữa mở mắt lúc hắn ngạc nhiên phát hiện mình đứng tại thiên cung trong đại điện thật tiến vào đến rồi lần này hắn không có tu hành bất kỳ tuyệt học gì phương vọng đưa mắt nhìn lại phía trước đột nhiên xuất hiện điểm điểm ánh sao cấp tốc ngưng tụ ra kiếm tiên bóng mờ quả nhiên hắn là bị kiếm tiên bóng mờ hấp dẫn tới chẳng biết tại sao tại trong thiên cung trông thấy quang ảnh kia hắn bản năng nghi muốn tới gần hắn không có ngăn chặn chính mình bản năng cất bước tiến lên khi hắn đi vào bóng mờ lúc trước bóng mờ trực tiếp phá tán chui vào hắn trong cơ thể trong chốc lát một cỗ khổng lồ chỉ nhớ tràn vào trong óc của hắn tất cả đều là kiếm tiên chỉ nhớ nhưng ký ức này tốc độ cao nhanh chóng thả cũng may hắn tu vi đầy đủ cao thâm cũng không có vì vậy sụp đổ rất lâu, phương vọng cuối cùng dung hợp cố này chỉ nhớ, hắn từ từ mở mắt, trong mắt lộ ra một tia buồn vô cớ. Hắn không nghĩ tới kiếm tiên có dạng này trải qua, tại lúc trước hắn xem ra kiếm tiên hẳn là mẫu phương gia tộc thiên tri kiêu tử, sinh ra chính là thiên tài, cho nên mới có tu vi như thế, không nghĩ tới kiếm tiên vận mệnh. Nhiều thăng trầm là trải qua vô số khổ nạn mới vừa đi đến hôm nay độ cao, mà lại tại kiếm tiên trong đời, hắn làm ra tác dụng rất lớn, phương vọng không nhớ rõ hắn nhưng hắn nhưng thủy chung cầm phương vọng là mục tiêu thậm chí kiếm tiên một lần hết sức sùng bái phương vọng chẳng qua là cỗ này sùng bái chi tinh tại thê tử hai vị đệ đệ tạ thế sau bị cứu hận thay thế ngoại trừ cảm khái kiếm tiên vận mệnh bên ngoài phương vọng cũng vì kiếm tiên bàn mệnh bảo linh thấy rất mình quang ảnh kia đơn giản liền là một cái khác thiên cung mà lại bóng mờ sẽ không để cho kiếm tiên trải qua tuế nguyệt buồn tẻ tra tấn dĩ nhiên nó so ra kém thiên cung ít nhất nó chỉ thích hợp kiếm đạo vô pháp trợ giúp kỳ chủ tu luyện mặt khác đạo pháp Hiện tại, Phương Vọng đã dung hợp bóng mờ, từ nay về sau, hắn đen thu hoạch được cùng kiếm tiên một dạng thiên tư. Nay loại bóng mờ như cùng hắn thiên linh bảo thể, có được thuộc tại tên của mình. Kiếm linh bảo thể, nói cách khác, Phương Vọng có được thứ 10 kiện bản mệnh bảo linh. Đồng thời ý vị này Phương Vọng về sau còn có thể có được càng nhiều dạng này bảo linh. Phương Vọng hít sâu một hơi, cố nén vui mừng trong lòng. Kiếm linh bảo thể có thể trợ giúp hắn tốc độ cao nắm giữ thời gian kiếm đạo tuyệt học, hắn lại lợi dụng thiên cung tiến hành dung hợp, thế tất có thể ở nhân gian sáng tạo siêu việt thượng giới kiếm đạo tuyệt học. Nếu tiến đến, vậy thì thật là tốt. Phương Vọng nghĩ như vậy đến, đáng tiếc đầu vừa xuất hiện, thiên cung bỗng nhiên phá toái, hắn bị cưỡng ép trục xuất thiên cung. Hắn mở mắt, đã phát hiện mình đi vào hiện thực. Đáng tiếc, hắn vẫn là không có hoàn toàn nắm giữ thiên cung. Phương Vọng ánh mắt ngưng tụ, quỷ thần xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn tâm thần khẽ động, quỷ thần hồn thể bên trong tác ra kiếm tiên hồn thể, kiếm tiên linh hồn không khỏi mở mắt, mê hoặc nhìn về phía chung quanh. Khi hắn trông thấy Phương Vọng lúc, không khỏi sửng sốt, còn cho là mình không chết, nhưng hắn thấp mắt nhìn đi, về mặt biến hóa theo. Ánh mắt của hắn biến hóa hết sức phức tạp, có tiếc nuối, có cô đơn, có phẫn nộ, có hận ý, cũng có thoải mái. Phương vọng không có quấy dây hắn, nhưng chính hắn tiếp nhận tất cả những thứ này. Kiếm tiên dương mắt nhìn về phía hắn hỏi, vì sao lâu lại hồn phách của ta? Phương vọng bình tĩnh nói, tại cửu cực cử huyết tế thuật bên trên, ta tạo nghệ cao hơn ngươi, có thể để ngươi hồn thể bảo lưu lại đến, có thể ngươi sinh cơ đoạn tuyệt, đã mất phục sinh khả năng theo luân hồi trật tự đi đầu thai đi chúc người kiếp sau có thể có một cái tốt nhân sinh kiếm tiên nghe xong lập tức cười hắn cười đến tự diễu cười đến bất đắc dĩ ta không muốn đầu thai ngươi đem linh hồn của ta hấp thu đi ta có thể cảm nhận được kiếm ý của ngươi có khả năng thôn vệ linh hồn để cho mình mạnh lên có lẽ ngươi là đạt được chỉ nhớ của ta mới vừa đồng tình ta nhưng ta cảm thấy không cần thiết kiếm tiên nhìn chằm chằm phương vọng nghiêm túc nói phương vọng suy nghĩ một chút nói ta cho ngươi suy nghĩ thời gian không cần phải gấp gáp nếu là ngươi nghĩ đầu thai ta tự có biện pháp nhiều người quăng tốt thai nói xong hắn không đợi kiếm tiên trả lời nhưng quỷ thần thôn phệ kiếm tiên đại viên mãn chu tiên quỷ thần kiếm có thể tự do điều khiển thôn phệ nếu như đổi lại mặt khác truyền thừa một khi nhường quỷ thần nuốt linh hồn trên cơ bản liền vô pháp phun ra hắn có thể cho kiếm tiên đợi tại quỷ thần trong cơ thể suy nghĩ thật kỹ quỷ thần đi theo tiêu tán phương vọng mở miệng nói vào đi không trần đã tại trong đình viện chờ đợi mà kiếm thiên trạch huyên nào mới vừa bắt đầu rất nhanh hồng trần đẩy cửa vào hắn đóng cửa phòng lại về sau quay người lộ ra nụ cười nói ta suy đoán này một trận chiến không có khả năng nhường ngươi thụ thương ngươi chẳng qua là đạt được một chút cảm ngộ cho nên ta liền tới phương vọng nhìn về phía hắn hỏi ngươi có biết kiếm mu đại thánh hồng trần gật đầu nói biết hắn tới từ huyền u đại giáo bạn chuẩn bị xem có thể tu tiên ta còn tập võ làm gì tập ba trăm mười tám huyền u đại giáo phương vọng khiêu mi dính một cái u chữ khiến cho người miên man bất định hai u chỗ là âm phủ chẳng lẽ huyền u đại giáo chính là âm phủ giáo phái không trần bắt đầu giới thiệu huyền u đại giáo nói tại trước đây thật lâu nhân gian không có vận triều chứ có loại tộc lại có giáo phái huyền u đại giáo chính là tồn tại thật lâu cổ lao giáo phái bọn hắn truyền thụ thánh pháp bồi dưỡng được rất nhiều đại thành lâu dài mạnh mẽ làm bọn hắn mê thất bọn hắn bắt đầu cảm giác mình là nhân gian chúa tệ tại đây loại ngạo mạn tâm tình dưới tự nhiên phát sinh rất nhiều hạo kiếp chúng sinh thâm thụ hắn khổ sau này huyền u đại giáo không biết thế nào liền biến mất làm thiên đế, ta lần đầu tiên giải được này giáo phái, vẫn là ta đi tới âm phủ du lịch thời điểm, bọn hắn tại âm phủ thế lực cực lớn, muốn cầu trưởng khống luân. Hồi, cái này khiến ta hết sức không vui, thế là dẫn đầu tiên đình phát động đối bọn hắn vây quét. Này một trận chiến kéo dài rất nhiều năm, mặc dù tiên đình trấn áp huyền ưu đại giáo, có thể tiên đình cũng bởi vậy nguyên khí tổn thương nặng nề, cái kia về sau, ta không dám khinh thường đến từ này phương nhân gian giáo phái bắt, đầu phát triển mạnh tiên đình. Nói đến chỗ này, hắn không khỏi dừng lại phương vọng hít mắt nói chẳng lẽ thượng giới tiên đình đối nhân gian kiên kỵ là theo ngươi bắt đầu Không trần lắc đầu nói có ta một bộ phận nguyên nhân nhưng không có ta cũng sẽ hình thành cục diện như vậy xét đến cùng là nhân gian có được uy hiếp thượng giới tiềm lực những cái kia vô lực chống lại thượng giới thế gian cuối cùng rồi sẽ bị yên diệt chỉ có số ít người ở giữa có thể làm cho thượng giới không làm gì được này phương nhân gian liền là một cái trong số đó năm đó vị kia chỉ thành đến nay còn báo hộ lấy này phương nhân gian ngư khí của thánh hắn tràn ngập cảm khái đối vị kia trí tràn ngập tính sợ phương vọng hỏi ngươi có thể từng gặp trí thánh hồng trần lắc đầu nói đó là sau ta còn cổ lão hôn tồn tại ta sinh ra lúc hắn đã là truyền thuyết vậy ngươi gặp qua đại an thần triều sao cái kia cũng là gặp qua khi đó ta vẫn chỉ là một tên thiên tướng hồng trần gật đầu nói không Trần dừng một chút nói, Đại An thần triều xác thực mạnh mẽ, bọn hắn thậm chí cùng thượng giới thành lập hữu hảo quan hệ, có rất nhiều Đại An thần triều người phi thăng, hắn hoàng thất dòng dõi càng là tại thượng giới sáng lập gia tộc, kim cương trí dương thánh. Thầy được cho là thượng giới đứng hàng đầu bá đạo thể chất, hủy diệt Đại An thần triều cũng không phải là tiên đỉnh, mà là thượng giới thế lực khác, liên tiên đỉnh đều muốn kiêng kỵ ba phần. Phương vọng nghe đến nơi này, không khỏi tò mò, hỏi, chẳng lẽ thượng giới không phải do tiên đình thống trị? Không chân cảm khải nói, đã từng tiên đỉnh xác thực thống trị qua, có thể như cùng người ở giữa đại thánh, vô pháp vĩnh viễn thống trị, tại ta bị lật đổ trước, ta liền cố gắng nhường tiên đỉnh thống nhất thượng giới, hàng năm chinh chiến, khiến cho tiên thần mỏi, mê không thể tả, oán niệm nổ lên bốn phía, này mới cho ta cái kia nghiệt đổ cơ hội. Nói lên việc này, ngư khí của hắn không có hận ý, mười điểm bình tĩnh, tựa hồ sớm đã thoải mái việc này, nào dám hỏi đại an thần triều lợi hại, vẫn là huyền u đại giáo lợi hại. Phương Vọng tò mò hỏi, so với Huyền U đại giáo tính toán, hắn càng hiếu kỳ thời đại khác nhau đỉnh tiên thế lực phân chia mạnh yếu. Không chân trầm tư một lát nói, không giống vậy so sánh, ta mặc dù gặp qua Đại An thần triều phồn hoa, lại cũng chưa từng thấy tận mắt bọn hắn thực lực, mà chỗ nó âm phù Huyền U đại giáo cũng kém xa đỉnh phong thời kỳ mạnh mẽ. Bất quá nếu biết là Huyền U đại giáo cách làm, cái kia đằng sau liền có thể có nơi nhằm vào. Phương Vọng gật đầu, đối với nút trong bóng tối Huyền U đại giáo, hắn cũng không có quá kiên kỵ, một cái chỉ có thể tránh trong bóng tối tính toán giáo phải tính là gì? trừ phi huyền u đại giáo có thể giết tới dương gian tới hai người hàn huyên rất lâu hồng trần cố ý chờ kiếm tông thành lập về sau truyền thụ một bộ kiếm trận có thể chu tà chấn hồn chuyên vì huyền u đại giáo chuẩn bị phương vọng tự nhiên không có ý kiến hồng trần nguyện ý cống hiến đó là chuyện tốt âm phủ thiên địa u ám chập trung rừng núi ở giữa già nô thái u dạo bước tiến lên trong tay mục trượng đâm trên mặt đất phát ra tiếng vang trầm nặng nàng một đường tiến lên cuối cùng đứng ở trên sườn núi theo ánh mắt của nàng nhìn lại phía trước là hai tòa thật to sơn nhạc, nàng ngay phía trước là lỗ hổng, hình thành sâu không thấy đáy hẻm núi, giống như thâm nguyên. Kế hoạch thất bại, cái kia hồng tiên nhi đoán chừng cũng sẽ không lại tín nhiệm ta. Thái U mở miệng nói, thanh âm truyền vào trong hạp cốc, quanh quẩn không dứt. Hẻm núi trong bóng tối tuôn ra u phong, một thanh âm truyền ra, người ta bố cục không có phản sai lầm, chẳng qua là đánh giá thấp phương vọng thực lực, thiên tư của hắn không thể dùng quá khứ bất luận một vị nào thiên tài để cân nhắc, hắn liền là từ cổ trí kim tối cường thiên tư, lần. Thất bại này về sau, cơ hội của chúng ta không nhiều lắm thái u nhiều may nói ta chưa bao giờ khinh thường phương vọng chẳng qua là hắn ngăn cản chúng ta đại kế đông công hoàng có thể đứng ở một thời đại đỉnh điểm hắn tầm mắt cùng đám lực đương nhiên sẽ không bại bởi bất luận cái gì người hắn nước còn này hạ đúng đối mặt không biết chúng ta hắn có thể được ăn cả ngã về không đem hy vọng toàn áp tại phương vọng trên thân nhưng âm thầm chúng ta vô kế khả thi hắn thắng trong hòa cốc thanh âm tán thán nói đối đông công hoàng rất là yêu thích thay bánh mắt bất đắc dĩ thở dài nói vẫn là ngẫm lại sau này như thế nào làm việc đi, mai mới chờ đến lúc đến một vị tiên thiên đạo nguyên bảo linh, không nghĩ tới bị chết đất đức như thế. Chết thì đã chết đi, ta còn có một quân cờ. Người nào, một tên vốn nên tung hoành vô địch thiên tài, hắn khí số bị cải biến, nếu là chúng ta thật tốt phun trồng hắn, có thể có thể thành đại kế. Nhân gian đại tranh chi thế sắp đến, mà lại thượng giới ban cho nhân gian tiên duyên cũng nhanh đến, chúng ta không thể bỏ lỡ nữa. Mê mơ yên tâm đi, lưu ở nhân gian ám tử cũng nên lò đầu âm phù thổi mạnh lạnh dung hàn phong ra thải u cùng trong hạp cốc thanh âm thương nghị trong lời nói của bọn hàn đã không có phương vọng nhị chữ kiếm tiên khiêu chiến phương vọng sự tình cấp tốc truyền ra bây giờ kiếm thiên trạch đã trở thành thiên hạ các thế lực quan tâm phong vân chỗ phương vọng cùng kiếm tiên chi chiến kinh thiên động địa tự nhiên rước lấy không ít quan tâm cái này cũng khiến cho càng ngày càng nhiều tu sĩ chạy tới hàng long đại lục muốn thấy một lần phương vọng phong thái một chỗ bờ biển từng người từng người uyển như tiên tử nữ tu sĩ buông xuống cầm đầu chính là tổ chân cung thái hy tiên tử ở sau lưng nàng cố ly cũng tại nàng thân mặc một thân lam y có hộp kiếm lộ mỏng che mặt lộ ra hai mắt như là ù đảm thành lãnh mà thần bí nơi này chính là hàng long đại lục sao linh khí chỉ đến như thế a à? nói nhảm dù sao nơi này từng là cấm khu có thể khôi phục lại trình độ như vậy đã không sai Đúng vậy à, các ngươi nhìn, đó chính là Côn Luân giáo Lúc trước trận chiến kia y có thể truyền đến Tố Chân Cung, mà Hàng Long Đại Lục thật nhìn không có gặp phá hư, này vọng đạo không đơn giản. Dù sao cũng là đại sư tỷ coi trọng thiên tài, này Côn Luân kiến thiết cũng có chúng ta đại sư tỷ công lao. Tố Chân Cung các tu sĩ nghị luận, các nàng đối Côn Luân cùng vọng đạo tràn ngập hứng thú. Thái Hy tiên tử quay đầu, nhìn về phía Cố Ly, cười nói: "Cố sư muội, nơi này là ngươi cố thủ, sao không trước đến dẫn đường?" Bạn chuẩn bị xem có thể tu tiên, ta còn tập võ làm gì tập 319. Đối mặt Thái Hy Tiên Tử hỏi thăm, Cố Ly khẽ gật đầu, đi theo tiến lên, nàng vừa đi vừa nói. Đó phải là Côn Luân, tại ta trước khi đi, nơi này nhưng không có cao như vậy sơn nhạc. Vừa nghĩ tôi sẽ phải đi gặp Phương Vọng, Cố Ly lòng tham là thất thỏm. Trong những năm này, nàng mặc dù tại tổ chân cung tu luyện, cũng có thể thường xuyên nghe được Phương Vọng truyền thuyết lần đầu tới đến tố chân cung nàng phảng phất bước vào một mảnh tân thiên địa tố chân cung đạo tràng so với nàng thấy qua hết thầy đạo tràng tiểu thiên địa đều muốn khí phái nơi này đạo pháp nội tình càng là vượt xa tưởng tượng của nàng nàng có loại trực tiếp bước vào tiên môn cảm giác nhưng mà này loại cảm giác mới lạ còn chưa kéo dài quá lâu phương vọng thanh danh cường thế xông vào nàng tại tố chân cung sinh hoạt nghe đồng môn đệ tử cùng với các sư trưởng kinh ngạc tán thán phương vọng mạnh mẽ cố ly đã có loại cùng có vi nhiên cảm giác lại thấy không chân thực Nàng cho tới bây giờ đều sẽ không hoài nghi phương vọng thiên tư Có thể phương vọng thanh danh truyền bá tốc độ thật sự là quá nhanh Hắn tổng có thể làm được một chút chuyện kinh thiên động địa tới Bây giờ, nàng lần nữa đạp vào hàng long đại lục khối này thủ địa Trong lòng của nàng không khỏi có chút thất thỏm. Chờ mong cùng phương vọng gặp mặt Lại sợ cùng phương vọng gặp mặt Loại tâm tình này khó nói lên lời Thái hy tiên tử tự hồ nhìn ra nàng khẩn trương Thế là mở miệng cười nói Chờ suy nghĩ quá nhiều, hắn tất nhiên là để ý, lại không nói nhắc nhở ta chiếu cố ngươi, phụ thân ngươi cổ thiên hùng tại bây giờ kiếm thiên trạch vẫn như cũ rất thụ chiếu cố, tu vi của hắn tại kiếm thiên trạch đã biến thành tầng dưới chót, rõ ràng ngươi tại phương vọng trong lòng địa vị, theo phương vọng càng ngày càng mạnh, thái hy tiên tử trong lòng cũng có cảm giác nguy hiểm, nàng sợ chính mình theo không kịp phương vọng bộ pháp, không chỉ là nàng, tố chân cùng cũng là như thế. Muốn ôm lấy phương vọng cùng vọng đạo đùi, nàng lên phải tại hai bên thế lực ở giữa thành lập quan hệ chặt chẽ tố chân cung đệ tử không được lấy chồng thái hy tiên tử cũng phải thủ cái quy củ này cho nên nàng đối phương vọng chỉ có sùng bái không có tình yêu nam nữ thế là nàng tướng chú ý đánh vào cố ly trên thân cố ly thật thích hợp cũng không phải là tố chân cung đệ tử chính thức có thể lại tại tố chân cung tu hành chờ cố ly cùng phương vọng sinh ra nữ nhi nàng lại đem con gái hắn kéo vào tố chân cung cái kia từ nay về sau tố chân cung cùng phương vọng quan hệ liền càng thêm vững chắc nghe được thái hy tiên tử cố ly tâm tình khẩn trương hơi giảm bớt nàng hướng thái hy tiên tử quang đi ánh mắt cảm kích từ hai người quen biết lên thái hy tiên tử liền hết sức chiều cố nàng đương nhiên nàng cũng rõ ràng tất cả những thứ này đều là bởi vì phương vọng có thể dìu dắt tri ân không thể xem nhẹ một bên khác kiếm thiên trạch bên trong phi thường náo nhiệt một thân áo xám từ cầu mệnh đi ở bên hồ hắn nhìn xem kiếm thiên trạch bây giờ phồn thịnh tình cảnh khắp khuôn mặt là vẻ cảm khái Tại từ cầu mạnh bên cạnh còn đi theo một người, đây là một tên đạo nhân, người mặc rộng lớn sâu sắc đạo bào, tay cầm phất trần, có một cây đào mục kiếm, trên đầu mang theo nón thư sinh, hắn thì nhìn chung quanh, tựa hồ tại. Tìm người nào, đừng xem, hắn tu luyện một loại nào đó kỳ công, trừ phi hắn xuất hiện tại trước mắt người, bằng không người căn bản tìm không thấy hắn. Từ cầu mạnh mở miệng nói ra, ngư khí mang theo ý cười đạo nhân cảm khái nói xác thực khó lường bằng vào ta thôi diễn năng lực cùng cảm chi năng lực hắn vậy mà có thể tránh thoát trách không được dám tự xưng thiên đạo tôi cầu mạnh nhìn về phía phương xa mặt hồ đang ở cả mộ thiên địa kiếm ý một đám kiếm tu nói bây giờ kiếm thiên trạch của nhiên là lợi hại xem ra ta muốn trở thành kiếm tông không dễ dàng như vậy đạo nhân quay đầu vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói sợ cái gì so là kiếm đạo người sẽ không thua người nói một chút ta nên sáng lập cái gì đạo tông Bây giờ vọng đạo đã có huyền tông, phật tông, kiếm tông, ta đạo tông nhất định phải so với bọn hắn khí phái. Hắn nói đến hết sức tùy ý, phảng phất đạo tông vị trí đã thuộc về hắn. Không nhất định nhất định phải khí phái, chủ yếu là có thể thể hiện người nói, cái này liên quan đến ngày sau thu đệ tử, chỉ cần người này nhất mạnh đủ mạnh, mặc dù người lên lại bình thường đạo hiệu, cũng sẽ uy chấn thiên hạ. Từ câu mệnh bình tĩnh nói ra, trong mắt của hắn đấu trí càng ngày càng mạnh, hắn đã cảm nhận được rất nhiều mạnh mẽ kiếm ý phương vọng khả năng hấp dẫn nhiều như vậy đại tu sĩ si đến đây đầu bái cũng không biết hắn hôm nay đến tột cùng mạnh bao nhiêu tại phía xa linh vụ bên trong tu luyện phương vọng cũng không có cảm nhận được từ cầu mệnh cố ly đến hắn đang chuyên tâm tu luyện không có có tâm tư đi bận tâm những người khác vọng đạo thành lập về sau mỗi một ngày đều có đệ tử mới gia nhập nếu là có cường định đột kích phương vọng đều không cần ra tay cho nên hắn tu luyện được hết sức an tâm khoảng cách kiếm tiên khiêu chiến hắn đã qua 5 năm 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 trôi qua hắn cách phá thiên cảnh năm tầng càng ngày càng gần mặc cho kiếm thiên trạch bên trong náo động trấn thiên hắn cũng thờ ơ một lòng vấn đạo thời gian tại phương vọng trong quá trình tu hành tốc độ cao trôi qua đột nhiên một cố cùng đại khí thế đã quấy dây hắn hắn mở mắt nhìn lại trong mắt lóe lên dị sắc chỉ thấy kiếm thiên trạch vùng trời có hai bóng người đang ở điên cuồng va chạm tốc độ nhanh chóng khiến cho người phàm không thể dùng mắt trần đi bắt hai người kia thi triển pháp thuật tốc độ cực nhanh linh lực hình thành dị tượng trên không trung không ngừng nở rộ Kiếm thiên trạch bên trong đi theo bay lên màu vàng kim ánh sáng tầng, bảo hộ đại địa. Hai tôn đạp tiêu cảnh tu sĩ, phương vọng hiêu mi, tắt ở mấy chục năm trước. Hắn muốn chạm đến một tôn đạp tiêu cảnh tu sĩ rất khó. Bây giờ địa bàn của hắn vậy mà nhanh đón hai tôn đạp tiêu cảnh tu sĩ si đầu pháp. Hai người này xa cách mặt đất, rõ. Giang là cố kỵ kiếm thiên trạch, rất hiểu chuyện. Lúc này, Hồng Trần theo hắn phía sau linh vụ bên trong đi ra, một đường đi vào phía sau hắn ngươi khí vận tới không nghĩ tới lại có đại đế truyền thế tới nhờ cậy ngươi không chân mở miệng nói ngư khí mang theo vẻ kích động đại đế truyền thế phương vọng ngần người chợt nhờ tới cái gì đúng quỷ đế từng nói qua hắn phải một vị đại đế truyền thế tới phụ tá hắn hắn suýt nữa quên mất việc này hắn định thần nhìn lại muốn chia phân biệt vị nào mới là đại đế truyền thế rất nhanh một người trong đó khiến cho giá hắn vững tin liền là đại đế truyền thế vị này đại đế không đơn giản chẳng lẽ là hắn không chân tự lẩm bẩm phương vọng nhìn chằm chằm bầu trời hỏi là ai đại an thần triều thần linh đại đế cái này người là đại an thần triều vị cuối cùng hoàng đế con trai của an thiên đại đế tại đại an thần triều cùng thượng giới đại chiến lúc hắn từng giết tới thượng giới huyên náo động tĩnh cũng không nhỏ không trần thấp giọng nói ra an thiên đại đế quỷ đế phụ thân nguyên lai like đại an thần đế niên hiệu vì an thiên phương vọng âm thầm kinh ngạc tán thán vị này con trai của an thiên đại đế bên trong lại có hai vị đại đế cái này khiến hắn đối đại an thần triều càng thêm tò mò không cách nào tưởng tượng đại an thần triều bị hủy diệt lúc mạnh bao nhiêu thần linh đại đế sinh ra liền có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất một vệt kim quang từ trong cơ thể hắn bắn ra xuyên thấu lưỡng giới hàng rào kinh động đến thượng giới chính là hắn xuất sinh mới cho đại an thần triều rước lấy tai họa ngập đầu hắn cuối cùng tại thượng giới tự vấn. không nghĩ tới hắn linh hồn vậy mà chuyển thế đâu thai hồng chân cảm khải nói phương vọng nghe xong trong lòng kinh hỉ vị này đại đế lai lịch như thế lớn phương vọng nhìn ký lại thần linh đại đế chuyển thế đạo nhân cầm trong tay kiếm gỗ đào chiến đấu hắn không có ngưng tụ bảo linh cũng không có xuất giá pháp bảo mạnh mẽ mặc cho đối thủ thi chiến hạng gì tuyệt học hắn luôn có thể nhất kiếm hóa dài thoạt nhìn mây trôi nước chảy hai người phảng phát không phải cùng một cảnh giới đối thủ bạn chuẩn bị xem có thể tu tiên ta còn tập võ làm gì tập 320. trăm hai mươi ngươi liền chút năng lực ấy thần linh đại đế chuyển thế đạo sĩ một mặt khinh miệt nụ cười trong tay kiếm gỗ đào run run tương nghênh diện kéo tới cuồng cuộn phong hòa quyển tán đối thủ của hắn là một tên cường tráng nam tự áo đen áo vào bên trên bám vào một loại nào đó yêu thú lân giáp đai lưng càng là do dao bị chế thành vì vũ bá khí hắn trong óc lơ lửng một chén nhọ hắc đăng muôn bản pháp thuật đều là từ nơi này ngọn đèn hắc đăng bên trong bùng nổ đối mặt đạo sĩ trào phúng nam tự áo đen mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ hắn bắt đầu toàn lực thi pháp Thần linh đại đế truyền thế đạo sĩ tên là Khương Thần Minh, hắn theo từ cầu mệnh tới, hắn muốn trở thành thập nhị đạo tông một trong, cho nên hắn chọn lựa kiếm thiên trạch bên trong số một số hai đại tu sĩ, mong muốn chứng minh chính mình. Khương Thần Minh tựa hồ cảm nhận được cái gì, tầm mắt lên nhìn kiếm thiên trạch một chỗ linh vụ vờn quanh địa phương, hắn nhếch miệng lên, quay đầu nhìn về phía nam tử áo đen, tay phải buông ra kiếm gỗ đào, một kiếm dựng thẳng tại trước, ngăn cản mênh mông linh lực giống như đại dương màu xanh lam linh lực vọt tới bao phủ hắn nhưng kiếm gỗ đào giúp hắn hình thành một cái tuyệt đối an toàn lĩnh vực không cùng ngươi hổ nháo khương thần minh tự lẩm bẩm tiếng nói vừa ra anh một tiếng một có ngọn lửa màu vàng ngóng theo trong cơ thể hắn bùng nổ xuyên thủng linh lực màu xanh lan đại dương mênh mông phóng lên tận trời khí trùng đầu tiêu dương khí nóng rực dương khí làm cả bầu trời vì đó biến sắc cái đó là một chỗ lầu các bên trên dương độc đứng tại lầu hai bàn công một bên hai tay của hắn nắm thật chặt lan can tầm mắt nhìn chằm chằm bầu trời kim cương trí dương thánh thể rất lâu không có gặp được không chân đứng sau lưng phương vọng tự lầm bẩm phương vọng tự nhiên có thể nhìn ra được khương thần minh dùng chính là kim cương trí dương thánh thể mà lại không phải tiểu thành là cảnh giới đại thành không sai có tư cách làm thập nhị đạo tông một trong khương thần minh tu vi đã coi như là trưởng thành cái thế cường giả lại thêm hắn thiên tư quét ngang đạp tiêu cảnh tuyệt không phải việc khó Khương Thần Minh không có trực tiếp khiêu chiến Phương Vọng, nói rõ hắn đã phục. Phương Vọng âm thầm nghĩ tới, xem ra hắn cùng kiếm tiên cuộc chiến vẫn rất có lực uy hiếp. Mở ra kim cương trí dương thánh thể Khương Thần Minh giống như một tôn thái dương thần đứng ở hư không, hắn rút kiếm thẳng hướng nam tự áo đen, này xông lên, cái kia trùng trùng điệp điệp linh khí đại dương mình mông trong nháy mắt bị xua tan, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn giết tới nam tử áo đen trước người nam tử áo đen con người co rụt lại vô ý thức lui về sau đi sau lưng hắc đăng xê dịch đến trước người hắn bên trong ánh lửa bắn ra hóa thành từng đầu dữ tận đáng sợ hắc long nhào về phía khương thần minh khương thần minh chém xuống một kiếm kiếm chạm hắc long nhất kiếm bổ ra trên trời biển mây một đầu dương khí sóng biển bay lên phẳng phất đem chọn cái thiên địa một phân thành hai một kiếm này cực kỳ bá đạo mặc dù có vọng đạo đại trận ngăn cách toàn bộ sinh linh đều có thể cảm nhận được hắn kiếm khí nóng bỏng Nam tử áo đen trước mặt hắc đăng trực tiếp bị đánh đến vỡ vụn, hắn đi theo thổ huyết ngã bay ra ngoài, đứng ở bên hồ từ cầu mạnh nhèo mắt lại, trong mắt tràn đầy chiến ý. Thái hy tiên tử, cố ly cùng với một đám tố chân cung nữ tu sĩ mới vừa vào kiếm thiên trạch, các nàng vừa đi tại giữa rừng núi, một bên ngưỡng vọng chân trời chiến đấu, toàn đều vì đó động dung. Người kia là ai? Hảo cường á, à? đó không phải là khương gia khương thần minh sao? Ngươi gặp qua, mê mơ, khương gia tổ tiên từng từng sinh ra đại đế, là đương thời vạn cổ đế tộc một trong, ta khi còn bé đi theo tộc bên trong trưởng mồi bái phòng qua khương gia, khương thần minh giống như ta, không cao hơn ngàn tuổi. Hắn đây là gì cảnh giới, cảm giác mạnh hơn phá thiên cảnh à? Phá thiên cảnh, người ta đã siêu việt thần thông cảnh, nghe các sư muội nghị luận, thái hy tiên tử nhịn không được lên tiếng nói, Năng thật sâu nhìn khương thần minh bóng lưng lướt mắt, trong mắt tràn đầy vẻ cảm khái. Khương thần minh đến đây, chẳng lẽ là muốn khiêu chiến phương vọng? Đáng tiếc, lại có một vị tuyệt thế thiên tài sắp đạo tàn nát con tim trên trời khương thần minh không biết phía dưới người quan trên nhóm đang suy nghĩ gì hắn bè bẻ cổ lộ ra nụ cười dữ tợn dương khí tay hắn bên ngoài thân cháy hưng hực khiến cho đạo bào của hắn đều như diễm cổ động khí thế kinh người hắn đang muốn hướng vị kia nam tự áo đen bay đi một thanh âm vang lên hết thảy tới kiếm thiên trạch người đều là khách hai vị hà tất nổi giận không bằng đến đây dừng tay nếu là muốn gặp ta cũng có thể xuống tới tìm địa phương tâm sự phương vọng thanh âm vang lên quanh quẩn tại kiếm thiên trạch bên trong nghe được Phương vọng khương thần minh dừng lại trên người dương khí cấp tóc tiêu tán hắn đem kiếm gỗ đào cắm vào sau lưng trong vỏ kiếm đi theo đáp xuống nam tử áo đen từ phương xa bay tới khuế miệng của hắn có vết máu có thể áo bào cũng không có tổn hại ít nhất theo ngoại hình nhìn lại không tính chật vật đầu cầu lên phương vọng đứng dậy nói nhưng đọc cô vấn hồn đi chiều đái vị kia thụ thương tu sĩ ta đơn độc nhìn một chút vị này đại đế chuyển thế không chân gật đầu đi theo tan biến tại trên cầu phương vọng giãn ra một thoáng thân thể quay người hướng đi lầu các nâng theo lấy hắn bộ pháp bước đi bao phủ cầu gỗ linh vụ tán đi thời gian một nén nhang sau một chỗ trong lầu các phương vọng cùng khương thần minh nhiều ngồi tùng kính uyên vì hai người châm trà ánh mắt của hắn thỉnh thoảng liếc nhìn khương thần minh khương thần minh thì tầm mắt sáng rực nhìn xem phương vọng nói thế nào ta thực lực là không có tư cách trở thành thập nhị đạo tông một trong phương vọng không trả lời mà hỏi lại thập nhị đạo tông tự thành một phương đạo thống đạo thống của ngươi là cái gì khương thần minh nói như là đã có phật tông vậy ta gọi thần tông đi dùng thể tu làm chủ phương vọng lắc đầu khương thần minh nhíu mày hỏi làm sao thần tông tên có người chiếm trúc như lai like trước kia rào phải cũng là gọi thần tông bất quá hắn hiện tại sáng lập chính là phật tông phương vọng hồi đáp thể tu chi đạo thống không thích hợp người ít nhất người không phải mạnh nhất thể phách lời vừa nói ra khương thần minh sắc mặt đại biến hắn vô ý thức mong muốn đập bàn có thể tay cầm nhanh rơi bàn lúc hắn ngừng lại hắn cố nén lửa giận ở hỏi người nào thể phách mạnh hơn ta phương vọng nhìn xem hắn nói ngươi hẳn là có mạnh hơn tuyệt học kim cương trí dương thánh thể chẳng qua là của người huyết mạch truyền thừa thôi không phải sao khương thần minh kinh ngạc nhìn về phía phương vọng không nghĩ tới phương vọng vậy mà biết được lai lịch của mình hắn đang muốn trả lời phương vọng đột nhiên tan biến xuất hiện tại hắn sau lưng tay phải theo trên vai của hắn ngươi nếu là có thể đứng lên ta liền đáp ứng ngươi thành lập thể tu tri tông phương vọng thanh âm đi theo vang lên ngữ khí đạm mạc khương thần minh ngẩn người lập tức đột nhiên giận dữ hắn lúc này mong muốn đứng dậy lại phát hiện phương vọng tay cầm phẳng phất một tòa núi lớn ép ở trên người hắn khiến cho hắn không thể động đậy hắn lập tức thôi động trong cơ thể dương khí kim cương trí dương thánh thể tùy theo bùng nổ nhưng mà khiến cho hắn hoảng sợ sự tình phát sinh hắn dương khí vậy mà vô pháp xuất thể có một cỗ khó có thể tưởng tượng ác chế lực khiến cho hắn dương khí vô pháp theo thân thể bên trong tuôn ra hắn chưa bao giờ có như vậy cảm thụ trước kia coi như vượt cảnh giới chiến đấu hắn cũng có thể dựa vào kim công chí dương thánh thể giết ra khỏi trùng vây hoặc là sông phá phong ấn làm sao có thể tùng kính Nguyên đứng ở một bên nhiều hứng thú nhìn xem một màn này hắn cũng không có lên tiếng cười nhìn phương vọng ác chế phong mang tất lộ khương thần minh